Vâng ạ, chào mừng các anh chị đại lý đến với buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay ạ. Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt vì buổi này chỉ dành riêng cho những chuyên gia phát triển chiều cao của Midu thôi ạ. Và theo văn hóa của Midu thì chúng ta hãy cùng bật mic lên để chào nhau và chúc nhau một buổi tối thật năng lượng và hiệu quả ạ. Em Xin Nhung chào chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người Tết một buổi Nguyên tối vui tất cả mọi người ạ. Chào cả nhà, một Nhà ngày chúc vui cả vẻ, nhà buổi buổi tối ngày vui vui vẻ vẻ nha. Chào Hello chị Nhung. CEO Nguyễn Xuân Hợp. Chào tất cả mọi người. Dạ, chào các anh chị ạ. Chào. Hello Chào bác sĩ Hiền, chào em Hiền, chào anh Hợp, chào cả nhà Dạ, chào các anh chị. Dạ. Thầy Hợp vừa chia sẻ tuyệt vời quá, giá trị quá. Chào cả nhà. Vâng ạ, và tuần vừa rồi thì cực kỳ tuyệt vời đã có thêm hơn 500 chuyên gia mới tốt nghiệp khóa K28. Thế nên là buổi ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có rất nhiều gương mặt mới, những anh chị vừa mới tốt nghiệp và lần đầu tham gia cái chương trình đào tạo chuyên sâu của Midu đúng không ạ? Vậy thì hôm nay ai là người mới thì mình có thể comment số 1 đúng không ạ? Và ai là chuyên gia kỳ cựu đã từng tham gia nhiều những chương trình cộng đồng chuyên gia trước đó rồi thì mình có phím 2 đúng không ạ? Wow, đúng là tuần vừa rồi là vừa mới tốt nghiệp 500 chuyên gia nên là hôm nay cực kỳ nhiều số 1 đúng không ạ? Vâng, chào mừng anh chị đến với chương trình cộng đồng chuyên gia của Midu ạ. Hôm nay là số 1 áp đảo luôn ạ. Các anh chị số 2 đây rồi, mình comment cho em thấy mình nào. Vâng ạ. Em xin giới thiệu một chút thì chương trình này là một sân chơi riêng của chuyên gia phát triển chiều cao của Midu và các cái buổi cộng đồng chuyên gia thì sẽ đều có cái phần đào tạo chuyên sâu của thầy Hợp, phần hỏi đáp kiến thức hết sức tuyệt vời của bác sĩ Hiên và không chỉ thế mà còn có phần vinh danh những chuyên gia xuất sắc nhất của Midu nữa anh chị ạ. Và hôm nay thì sẽ có hai chuyên gia xuất sắc được vinh danh và sẽ chia sẻ cùng chúng ta trong cái chương trình ngày hôm nay. Các anh chị có hồi hộp không ạ? Các anh chị có đoán được hôm nay sẽ ai sẽ là người được vinh danh trong chương trình này không ạ? Có ạ. Ai hy vọng là người đấy sẽ là mình ạ? Có ai tự tin là hôm nay mình sẽ là người được lên sóng không ạ? Thích thì chắc chắn là thích rồi đúng không các anh chị? Ai cũng mong muốn đúng không ạ? Có ai nghĩ là hôm nay mình sẽ là người được lên sóng không ạ? Hồi hộp quá. Vâng, em cũng đang rất là hồi hộp đấy ạ. Em cũng rất là hồi hộp, rất là mong chờ để học hỏi những kinh nghiệm tuyệt vời từ các anh chị nhà mình. Và ngoài cái phần đấy ra thì cái buổi ngày hôm nay cũng là một buổi cực kỳ đặc biệt đấy anh chị ạ. Vì ngày hôm nay thì Midu sẽ ra mắt một sản phẩm mới, một cái sản phẩm mà các anh chị đã mong chờ suốt thời gian vừa rồi. Không biết là những anh chị mà đã đồng hành cùng với Midu một thời gian rất là dài rồi có đoán được là cái sản phẩm hôm nay sẽ được giới thiệu là sản phẩm gì không ạ? Một sản phẩm hôm nay sẽ được ra mắt đấy ạ. Rất là nhiều anh chị đã mong ngóng chờ đợi bao nhiêu lâu nay rồi ạ. Mình có đoán là sản phẩm dành cho đối tượng nào không ạ? Vâng, em thấy có người đoán đúng rồi đấy ạ. Có một số anh chị đoán đúng rồi đấy ạ. Chắc chắn là những chuyên gia đã đồng hành với Midu trong suốt một khoảng thời gian rất là dài đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Và cụ thể cái sản phẩm đấy là sản phẩm nào, nó tuyệt vời như thế nào thì lát nữa mình sẽ được nghe anh chị nhé. Vâng ạ, và bên cạnh đó thì mỗi cái chương trình cộng đồng chuyên gia ấy thì sẽ đều có những cái món quà may mắn anh chị ạ. Mình đi học, mình vừa được kiến thức, mình vừa được tặng quà thì có thích không ạ? Các anh chị có thích nhận quà không ạ? Vâng ạ, hầu hết là các anh chị đã lấy được cái mã số dự thưởng rồi đúng không ạ? Em thấy rất là nhiều anh chị đã share cái mã số dự thưởng của mình trên các cái nhóm chuyên gia rồi thì còn anh chị nào chưa có không? Mình comment lên đây là mình chưa có nhá. Có hết rồi ạ. Chưa có mã. Vâng ạ, thế thì admin gửi lại cái link lấy mã số lên để các anh chị lấy nhá. Mình hãy ấn vào cái link lấy mã số dự thưởng này đi ạ. Và cuối buổi ngày hôm nay thì em sẽ có cái chương trình quay số trúng thưởng để gửi đến các anh chị một cái món quà may mắn từ Midu ạ. Và em nhắc trước là ai
phải ở lại trong chương trình đến tận giây phút cuối cùng thì mới tính nha. Chứ còn nếu mà mình được quay trúng mã số của mình nhưng mà mình phải rời thời gian, rời Zoom trước thì là vẫn không tính, là em sẽ xin phép là dành cái món quà đấy dành cho một anh chị khác còn ở trong Zoom, mình tức là mình sẽ quay lại đấy ạ. Mình phải nhớ là tham gia từ đầu đến cuối anh chị nha. Không được cấp mã hay là có lỗi thì mình nhắn lên trên nhóm Zalo nhé, chị Bùi Thị Huyền nhé. Mình có mã số thì mình khoe lên trên trên nhóm Zalo cũng được ạ. Để cho các anh chị khác chưa vào thì mình nhanh tay mình vào mình lấy ạ. Đến giữa chương trình là cái link lấy mã số này sẽ được đóng lại anh chị nhé, để mà admin còn tổng hợp mã số nữa. Vâng ạ, và bình thường thì các buổi đào tạo thì em sẽ phổ biến các nguyên tắc, nhưng mà ở đây các anh chị đều đã là chuyên gia rồi, đã quen với văn hóa của Midu rồi, nên chúng ta cứ coi nhau như người nhà. Và em chỉ có một yêu cầu duy nhất là các anh chị cười thật tươi thôi, được không ạ? Đã tươi chưa ạ? Vâng ạ, em thấy cũng tươi lắm rồi đấy ạ. Và không để các anh chị phải chờ lâu nữa, thì bao nhiêu trong số các anh chị đã sẵn sàng cho buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay thì gõ vào khung chat chữ Midu nhé. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Mở đầu cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có một cái phần là phần chia sẻ kết quả chiều cao của các con. Đây là cái phần mà để cho các anh chị chuyên gia nhà mình khoe kết quả của con, khoe kết quả của con của khách hàng thôi. Và thực ra là ở Midu thì không có kết quả mới là lạ, chứ có kết quả là điều hết sức bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ chia sẻ với nhau những cái kết quả của các con để mình cùng chung vui, mình cùng thấy các con lớn lên từng ngày, thật sự là điều hết sức tuyệt vời, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em cũng xin phép mời đến đây hai chị đối tác kinh doanh đã học cái chương trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao, đã giúp được cho con mình. Và khi có được những kết quả tuyệt vời thì mình lại giúp được cho các con ở trong cộng đồng. Và các chị sẽ chia sẻ về kết quả của bản thân con mình, cũng như là kết quả của những bạn nhỏ mà mình đã giúp nó tuyệt vời như thế nào anh chị nhé. Và đầu tiên thì em xin phép là mời câu chuyện của chị Nguyễn Hương ạ. Chị Hương đã vào Zoom chưa ạ? Mình giơ tay, mình bật cam giúp em nhé. À, em thấy chị Hương rồi. Em chào chị Hương. Chị Hương bật mic nhé. Rồi. Em xin chào tất cả mọi người nhé. Em tên là Nguyễn Thị Hương. Hiện tại là em công tác và sinh sống tại Hà Tĩnh. Nói chung em đến duyên với Midu là khi đi tìm chiều cao cho con mình, con trai mình. Con trai em từ lúc mà chưa uống sản phẩm Midu thì cao 1m36, nặng là 43kg. Hiện tại là bé là 10 tuổi. Sau khi dự làm phác đồ dự đoán chiều cao thì con em số cân nặng là thừa 10kg. Nói chung cái số thừa cân đó là nói chung với chồng nhà em rất là lo. Rất là lo lắng là con sẽ là sau này sẽ bị béo phì, rồi sẽ bị tim mạch, rồi sẽ bị tiểu đường. Nói chung hai vợ chồng rất là lo lắng, không biết cách nào để mà mình sẽ đảm bảo cho con an toàn nhất. Sau đó thì nói chung là rất là may mắn được một bạn là chia sẻ về sản phẩm Midu. Bạn đó em quyết tâm là cho con em uống thì sau một liều trình là con em từ 1m36 thì lên 1m41 và dự nguyên là cân nặng là vẫn ở 43kg. Và trong khi đó là sau đó kết quả là hai vợ chồng em là rất là mừng thôi, nói chung mình mừng là rơi nước mắt đấy luôn, vì được là sau một liều trình là rất là mừng. Là lúc đầu là chồng cũng không tin là kết quả đó, vì chồng em là công tác ở bộ đội, sau một ba tháng mới về nghỉ phép là thấy con cao hẳn lên, nói chung là rất lên, bởi vì thấy là con là mập, trước đấy là rất là mập, mà sau ba tháng nghỉ phép về là thấy con cao hẳn, là chồng cũng mừng, mà vợ nhà em cũng rất mừng. Kết quả đạt được đó là sự gì, là em cũng rất là nghiêm túc về con mình, để mà vì để giảm cái bớt cân nặng cho con em thì em phải là thứ nhất là cho con ngủ trước 10 giờ, nói chung rất là nguy, tối đa thì còn là 10 giờ bán cũng có cái vấn đề cho con thức khuya. Thứ hai là con em vận động hàng ngày, thì nói chung em có lựa chọn ba cái vận động cho con mình lựa chọn,
Thứ nhất là vận động nhảy dây, thứ hai là vận động đập theo cái bộ phát triển chiều cao của nhà mì đu, thứ ba là cái bộ vận động là con ném phải nhón chân và dơ cao hai người đi, nói chung sức rườn hết. Lúc đầu là tập thì là 400 cái, nhưng sau đó là hàng ngày là tăng lên 20 cái, 30 cái, và dự đến thời điểm này là 600-700 cái là một buổi chiều. Nói chung để mà đạt được con thường xuyên đó thì những ngày đầu là mẹ cũng phải tập với con để con có động viên, viên con tập, sau đó thì con trở thành một cái thói quen thôi. Thế là đến ngày giờ buổi chiều 5 giờ hơn 5 giờ thì là con tự giác tập, và nói chung cái sự con tập đó thì kéo theo các bạn ở xung quanh là cùng đến tập đấy, ai cũng muốn cao cả. Muốn cao đấy, tập tuần đi đó chiều cao đấy, tuần sau này các bạn lại đến là đó chiều cao đấy, xem là vào trước đó đóng nhà em nó bảo là ai cao thì được làm anh, ai thấp cao thì được làm gì, con ai thấp thì làm em. Nói chung trẻ rất là mong muốn chiều cao làm các bố mẹ. Sau đó là khi con em được cao lên thì tôi thấy là về này anh Kháng vẫn đi cao lên 2 cm rồi mẹ ơi. Rồi là bắt đầu là thì là người nhà hàng xóm nhà em nó thấy là bắt đầu nói là thế thì con Minh Kháng uống nhà chị uống sản phẩm gì đó, bắt đầu là bố mẹ là có là ở bé ở ba xung quanh nhà nhà em là cũng có kết quả rất là tốt. Một bé là một bé trai là 14 tuổi, nói chung đáng cái độ tuổi dậy thì cho nên là sáu hơn một liều tinh là từ 1m45 mà lên được 1m51. Rồi một bé là gái là 10 tuổi, 1m24 lên 1m30, và một bé nữa là 8 tuổi thì 1m4 1m12 lên 1m19. Nếu chúng tất cả đều là có kết quả là tốt. Nói chung qua đây thì bản thân em cũng như chồng em rất là cảm ơn bác sĩ Hiến, cảm ơn anh Hợp, thì cảm ơn các dược sĩ trong quá trình em đã cho con em uống đi. Nói chung cũng có những lúc khó khăn thì em cũng nhắn tin ba mọi người rất là tư vấn rất là tận tình chú đáo, và cũng là đặt cho một cái sản phẩm mà có rất là chất lượng, nói chung rất là chất lượng và rất là hiệu quả. Nói chung em rất là cảm ơn, cho em cũng không biết nói gì, rất là cảm ơn, cảm ơn nha vì đu lọc. Nói chung em xin hết ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Hương ạ. Mọi người cảm thấy chị Hương chia sẻ có tuyệt vời không ạ? Mọi người hãy cho chị Hương những bông hoa, những trái tim đi ạ. Vâng ạ, đúng là khi mà mình đã có những cái kết quả tuyệt vời rồi thì mình chỉ cần chia sẻ cái kết quả đấy ra cho mọi người thôi, thì là mình sẽ có thể lan tỏa được, mình có thể mình chỉ cần việc lan tỏa cái kết quả đấy ra thôi, thì là tất cả mọi người đã có thể ủng hộ, đã có thể tin tưởng Midu như thế nào rồi, đúng không ạ? Và kết quả của chị không chỉ là kết quả của con mình mà còn là kết quả của những bạn hàng xóm nữa, xong rồi còn có thể thi đua là ai cao hơn thì làm anh, ai cao hơn thì làm chị, đúng không ạ? Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Và chúc cho các bé nhà mình là sẽ luôn luôn giữ vững được cái phong độ này chị nhé. Và cả một lần nữa em xin cảm ơn chị Hương ạ. Vâng ạ, và đến với một câu chuyện tiếp theo thì em xin phép mời chị Trần Oanh ạ. Chị Trần Oanh đã vào Zoom chưa? Mình giơ tay giúp em nhé. Vâng, em chào chị Oanh ạ. Mình bật mic cho em nhé. Được. Em chào các chuyên gia của cộng đồng chuyên gia phát triển chiều cao Midu. Thì em xin tự giới thiệu, em là Trần Oanh. Thì em đang sinh sống ở Hải Phòng. Hiện là nhà em có 2 bạn nhỏ, thì một bạn nhỏ là hơn 5 tuổi, một bạn nhỏ là hơn 3 tuổi. Thì cũng rất là tình cờ mà khi mà chưa biết đến Zopi thì em đã biết đến sản phẩm Midu rồi, nhưng mà khi đó thì em chưa làm các đồ cho con. Thì mới có nghĩa là người quen đấy bảo chị kể rằng là con chị đã uống cái sản phẩm này giúp tăng chiều cao cho con. Mà con em thì khi đấy cái chiều cao của con nó cũng không phải là ở cái mức cao lắm, vẫn còn thấp hơn với các nhiều các bạn. Thế nên là ban đầu tiên là em cũng có đặt thử về cho con dùng ấy. Thế nhưng mà vì là không làm các đồ nên là cũng không biết rằng kết quả ra làm sao. Cho đến thời điểm là tháng 2 năm 2023 thì em chính thức tham gia vào cộng đồng Gopi và chọn cái sản phẩm Midu để là cái sản phẩm đầu tiên để học.
học trước tiên là để dùng cho con mình lại, chứ còn lúc đấy thì em cũng chưa nghĩ đến việc là sẽ bán hay kinh doanh gì sản phẩm này cả. Thì cái lúc đấy khi mà làm phác đồ cho hai bạn nhỏ nhà em, thì bạn nhỏ bạn lớn là khi đấy là bạn ấy là hơn 4 tuổi, thì cái chiều cao của bạn ấy ở cái mức là dưới chuẩn độ 1, và cân nặng thì nó vẫn ở mức đạt chuẩn rồi, nhưng mà cái chiều cao thì khi đó so với các bạn cùng lớp thì bạn ấy cũng thấp hơn, rất là thấp hơn, thấp hơn mặt bằng chung và cũng thấp hơn đến gần nửa lớp, loại bạn ở tốp giữa. Thì nhưng mà sau khi làm phác đồ phát triển chiều cao thì em có nhờ các thạc sĩ của bên Lido tư vấn, và cái liệu trình của bạn ấy là 3 tháng mỗi tháng mỗi ngày 2 ống liên tục, thì cũng vì đã học và trở thành chuyên gia và xác định nên là duy trì đúng đủ đều cái Lido. Thì sau 3 tháng thì cái kết quả của em nó thật sự là bất ngờ. Em không đo giữa chứ gì mà đến đúng đủ 3 tháng con uống đúng đủ liều và em sẽ đo. Thì là cái bạn lớn thì em mới đo lại là chiều cao là tăng được 5 cm sau 3 tháng. Từ 110 cm khi ban đầu làm phác đồ là ở dưới chuẩn độ 1, sau đến khi đến 3 tháng sau thì tăng lên 5 cm và con ở mức chuẩn không. Thế đấy là cái rất là mừng khi mà bố mẹ đo kết quả xong là thật sự là rất là bất ngờ. Không nghĩ rằng Lido có thể giúp con tăng nhiều lên như thế mà khoảng 5 cm trong 3 tháng. Thì hai bố mẹ trầm trồ bảo ôi sao cho con cao cao nhanh thế. Nên là cái sự bố mẹ trầm trồ là một điều. Thì sau khi đấy thì mà sau 3 tháng đấy khi mà sau 3 tháng thì có một tuần là con nghỉ hè. Một tuần con nghỉ hè là khoảng nửa tháng, 13 ngày. Thì khi con quay lại lớp thì các cô khen là sao dạo này bạn ấy cao nhanh thế. Con nghỉ qua 2 tuần thôi mà sao cô cảm giác như bạn lớn bổng lên hẳn lợi. Đấy là cái kết quả lớn và thực sự mà bố mẹ rất là vui. Vì bạn này là tìm đúng được giải pháp cho con, tìm được cho con cái chiều cận thời cao và thực sự đều duy trì đi đu và vận động đúng và đi ngủ sớm đầy đủ đúng giờ. Nhưng cái bạn nhỏ nhé em á, từ ngày dùng đi đu là bạn có ý thức được cái việc rằng ăn là đi ngủ đúng giờ và đi ngủ đúng giờ, và bạn ấy là rất là nhớ đi đu. Còn ngày nào nếu mà như mẹ quên thì bạn ấy sẽ nhắc nhở mẹ rằng con quên chữ uống đi đu, và ngày nào cũng đều đặn đủ đều 2 ống. Bạn ý thức của bạn như là rất năng suất cao trong cái việc phát triển chiều cao. Bạn nên là các con nhỏ, còn nhỏ chứ còn nhỏ, nhưng mà các con khi mà nói đến chiều cao là các con rất là mong muốn, rất là thích. Đấy là trường hợp của bạn thứ nhất thì em bạn lớn. Và đến với bạn thứ hai, bạn nhỏ thứ hai thì này là có chiều cao là cực kỳ là khiêm tốn. Bạn ấy khi làm phác đồ lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 2 năm 2023 thì cái mức chiều cao của bạn ấy là dưới chuẩn độ 3, âm 11 cm, dưới chuẩn độ 3, dưới chuẩn độ 3 đấy. Thì sau cái lúc đấy thì ban đầu dùng Lido thì bạn ấy kiểu như là chưa thích lắm đâu, nên là bạn ấy dùng rất là không biết làm. Sau bạn ấy không thích lắm, nhưng mà vì là có anh dùng rồi, có anh cùng dùng nên là hai bạn ấy đua nhau. Thấy anh dùng như là bạn ấy cũng thích thú và hai anh em cứ thế đua nhau. Thế nhưng mà bạn bé này tại vì là thấp quá nên là em cũng sốt ruột. Và em thử cái kết quả của bạn ấy sau một tháng. Cái sau một tháng của bạn ấy thì nó cũng không tăng được nhiều lắm, nên là mình suy nghĩ lại và trong cái đúng cái thời gian đó là khi đi đu tổ chức chương trình khai trương trung tâm phát triển chiều cao ở trên Hà Nội đó, thì hai mẹ con cũng có sắp tới nhau nên là cũng có gặp bác sĩ Yên ở trên đó, thì bác cũng có tư vấn và cũng có biết thực rằng là khi là những cái bạn dưới chuẩn độ 3 thì là con trai thì có thể bổ sung thêm arginine nữa. Thì sau khi đó về thì mẹ cũng có liên hệ với các bạn dược sĩ để bổ sung thêm arginine cùng với lại Midumenacrivat. Và mẹ cũng từ đấy đến tận bạn liệu trình của bạn ấy là 6 tháng. Sau đến gần đây là ngày 1 tháng 7 năm 2023 này, thì em làm lại phác đồ cho bạn nhỏ thứ hai thì em. Thì cũng thật bất ngờ rằng khi mà cái làm phác đồ lần đầu tiên, bạn ấy chiều cao dưới chuẩn độ 3-11 và cái chiều cao tuổi 20 của bạn ấy chưa được 1m6. Là chỉ có 1m59 thôi. Và đến lần gần đây làm lại phác đồ thì chiều cao của bạn đã tăng được 5cm trong vòng 6 tháng. Và cũng thật bất ngờ hơn là cái dự đoán chiều cao như chuyển thành của bạn đã lên 1m66. Cực kỳ là hạnh phúc và bất ngờ, tại vì là bạn ấy là con trai. Mà khi mà cái lần đầu làm phác đồ chiều cao mà dưới chuẩn độ 3 mà con chưa được 1m6 thì mẹ cực kỳ là buồn. Và mẹ cũng rất hy vọng vào video. Kể tháng đầu tiên mà khi bạn dùng Lido mà cái chiều cao của bạn ấy cũng chỉ cũng nhích, cũng có tăng nhưng mà tăng ở chỉ số thì mẹ cũng hơi lo. Rồi sau đấy
nhờ có sự chỉ dẫn nhiệt tình của bác Viên và gì đấy, nên là mẹ đã tìm được việc. Bác Viên có nói một câu rằng là các mẹ mà có con, các mẹ là chuyên gia mà còn để con thấp cái chuẩn độ ba mà không cải thiện được thì là có cảm thấy có lỗi, có cảm thấy có lỗi với con không? Thế là từ đấy là mình quyết tâm là mình duy trì cho con đúng đủ để mà đến tận bây giờ khi chuyển sắp hết mẹ chỉ 6 tháng rồi và bạn cũng rất là dù đi về quê hay là đi chơi hay là đi học ngày nào cũng nhớ con, cũng đi du và rất là nhớ. À, vì là được lên gặp bác Hiên ở trên Hà Nội rồi nên là cứ thấy mẹ vào Zoom là thấy bác Hiên, mẹ ơi bác sĩ Hiên này, bác sĩ Hiên bảo con uống Midu này, bác sĩ Hiên con đi ngủ sớm này, rất là yêu Midu, cảm ơn Midu rất là nhiều, cảm ơn bác sĩ Hiên và cảm ơn Tiêu trường hợp đã sáng chế ra một, đã tạo ra một sản phẩm là cực kỳ tốt, sản phẩm rất là chất lượng cho chị để nâng tầm thế hệ trẻ đúng không? Cảm ơn, xin cảm ơn cả nhà đã nghe chia sẻ câu chuyện đơn thế ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Oanh ạ. Cái phần chia sẻ của chị Oanh thực sự là cực kỳ là tuyệt vời ạ. Chị Oanh không chỉ là một người mẹ tuyệt vời mà còn là một chuyên gia xuất sắc đúng không cả nhà? Cả nhà mình hãy thả tim, thả bông để chúc mừng cho chị Oanh và chúc cho các con nhà mình là vẫn luôn luôn giữ vững phong độ này và chắc chắn trong tương lai sẽ đạt được chiều cao như mong muốn nhé. Mình hãy thả tim, thả bông cho chị Oanh đi ạ. Vâng ạ, cảm ơn tất cả các anh chị nhà mình ạ. Và bây giờ thì em xin phép đến phần tiếp theo là cái phần mà chắc hẳn là tất cả các anh chị nhà mình đều đang rất là hồi hộp, rất là mong chờ ạ. Đây chính là phần vinh danh ạ. Và đến với Midu thì các anh chị chuyên gia ở đây đều đã rất nỗ lực học hỏi và lan tỏa những kiến thức tuyệt vời phát triển chiều cao đến cho các bé, đến cho các bậc phụ huynh đúng không ạ? Và tất cả các anh chị nhà mình đều là những người chung tay đồng hành với Midu để thực hiện cái sứ mệnh của Midu. Và các anh chị đều rất là tuyệt vời. Và trong mỗi chương trình cộng đồng chuyên gia thì Midu đều có những cái tiêu chí khác nhau để mà mình đánh giá, mình vinh danh những anh chị có thành tích xuất sắc nhất. Và hôm nay em xin phép mời lên đây một người vô cùng đặc biệt sẽ đồng hành cùng chúng ta trong cái buổi vinh danh ngày hôm nay ạ. Và chúng ta hãy dành những trái tim thật nồng ấm để chào đón CEO Midu Mena Q7, thầy Nguyễn Xuân Hợp sẽ đồng hành cùng các anh chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay tôi đang ở một cái nơi hơi lạ một chút và không kịp quay về công ty để mà cùng với các anh chị trong chương trình cộng đồng chuyên gia, nên ở đây nó ánh sáng và thiết bị nó hơi kém một chút, nhưng mà hy vọng là anh chị vẫn nhìn thấy và vẫn nghe thấy tôi nói một cách rõ ràng đúng không ạ? Có rõ không ạ? Vâng, cảm ơn các anh chị, rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay nghe được những chia sẻ của các chị vừa rồi, thấy chị Hương rồi chị Oanh vừa rồi, thấy rất là vui, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vì chúng ta đến với môi trường Midu và chúng ta hàng ngày chúng ta nhìn thấy là con của chúng ta cao lên, rồi con hàng xóm cao lên, con cô em cao lên, con cô chị cao lên, thấy nó rất là tuyệt vời và thấy nó rất là ý nghĩa. Thực sự là một cái tôi hay đùa rằng là chiều cao nó là một cái mà rất là trực quan, không có lừa dối được, đúng không ạ? Có rất nhiều các anh chị ở đây, chúng ta mới đến với môi trường Midu, chúng ta biết rằng là có những cái thứ ở bên ngoài nó có thể nói dối được nhé. Chẳng hạn như là thuốc tăng cân, có tăng cân tạm thời không các anh chị? Có đấy, đúng không ạ? Chúng ta vẫn có những cái thuốc tăng cân tạm thời uống vào xong rồi là nó tăng tạm thời, nó giữ nước mà, nó tăng tạm thời. Hay là trắng da chẳng hạn. Đấy, trắng da cũng có thể là trắng tạm thời, sau đấy thì cái da của mình nó lại bị hư tổn. Đấy, rồi là mấy cái viên đặt xe khít của các chị là nọ kia cái thứ là cũng nguy hiểm lắm. Đấy, nhưng mà chiều cao ấy thì nó không có cái chiều cao tạm thời. Đúng không các anh chị? Mà cao lên là cao, được là được. Được 1 cm là chắc chắn là được. Nếu mình được 1 cm là chắc chắn cái 1 cm đấy nó ở trong nhà mình rồi. Nó không thể mất đi được. Đúng không ạ? Đấy, cái đó nó cũng là một cái rất hay, là các anh chị có thể khai thác cái content đó, khai thác cái góc nhìn đó để khi mà mình chia sẻ, trao đổi với khách hàng thì mình thấy rằng là để cho giúp khách hàng người ta nhận thấy ngay, đúng không ạ? Chiều cao là không biết nói dối. Đấy, thế thì ngày hôm nay tôi cũng rất là vinh dự khi mà vẫn được lên để mà chia sẻ với các anh chị và
điều hành cái phần vinh danh. Đấy, thì mỗi lần vinh danh như này là rất là vui, rất là thấy ấm áp, bởi vì là các anh chị rất là giỏi. Tôi thì cũng thường nói rằng là thực ra khi mà chúng ta có cộng đồng chuyên gia, chúng ta mới biết rằng là những người làm MIDU, những người làm chuyên gia chiều cao giỏi vô cùng. Đấy, nếu mà tôi trực tiếp mà tôi dành cái thời gian mà tôi đi bán hàng, có khi có thể chưa chắc bằng được các anh chị thực sự. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có những chuyên gia được vinh danh, và cũng như là thế nào mà tình cờ chị Hương, chị Oanh là những người chia sẻ đầu giờ lại truyền cảm hứng cho chúng ta về những cái kết quả tuyệt vời, đúng không ạ? Kết quả từ bản thân con mình, kết quả của các con khách hàng, đúng không ạ? Và chính vì vậy cho nên là cái tiêu chí đầu tiên mà Midu muốn vinh danh đó là tiêu chí là chuyên gia mà tạo được nhiều kết quả nhất. Đấy, trong suốt cái khoảng thời gian vừa rồi, vừa là tạo được cái kết quả tuyệt vời, nhưng mà cái quan trọng là anh chị phải biết sâu ra nhé. Đấy, người ta bảo là cái điều hay mình phải sâu ra chứ. Đấy, thì đây là một người mà rất là tuyệt vời khi mà vừa tạo được nhiều kết quả và mang cái kết quả đó để chia sẻ cho cộng đồng. Đấy, và đương nhiên khi mình chia sẻ những kết quả tuyệt vời của mình đã tạo ra cho cộng đồng thì mình lại càng có nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với khách hàng hơn, và chính vì vậy chúng ta lại thực hiện được cái cú đúp đó là nhân lên được nhiều hơn. Vâng, và xin admin hãy giúp tôi là công bố cái người mà đã được là chuyên gia tạo được nhiều khách hàng nhất, đấy, chuyên gia tạo được nhiều kết quả nhất. Anh chị có biết là ai không ạ? Chị có biết là ai không? Có đoán được là ai là người tạo ra được nhiều kết quả nhất trong thời gian vừa rồi không ạ? Và mời admin hãy giúp tôi công bố ạ. Người tạo được kết quả nhiều nhất ạ? Người tạo được kết quả nhiều nhất ạ? Bạn Hoa hỏi là thầy chỉ cho cách đi tiếp thị nhà thuốc. Em inbox nhé, inbox để hỗ trợ cho. Nhắn. Nội dung hôm nay không phải là nội dung tiếp thị. Rồi, rất tuyệt vời. Xin chúc mừng chuyên gia Hà Thị Trâm. Chuyên gia phát triển chiều cao Hà Thị Trâm là chuyên gia tạo được nhiều kết quả vượt trội trong thời gian vừa rồi. Và Hà Trâm có ở trong Zoom không? Giơ tay để có thể chia sẻ với các anh chị em là tại sao mà trong thời gian vừa rồi mình lại có được nhiều các kết quả tuyệt vời như vậy. Bật mic lên. Áo đẹp quá. Dạ, em chào anh Xuân Hợp, em chào bác sĩ Hiên và cùng toàn thể các anh chị có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Hà Thị Trâm. Em hiện là giáo viên và công tác tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì hôm nay nhận được cái vinh dự là được vinh danh trong cái số chuyên gia cộng đồng số 16 thì rất là vui mừng. Dạ. Thì... bây giờ em cũng vui quá, chưa biết nói thế nào cả. Thì để được nhận được cái vinh dự mà là chuyên gia có cái kết quả mà lan tỏa nhiều á, thì bản thân em thì em cũng đi từ cái kết quả của con em mà ra. Thì như mọi người thấy là em yêu cái màu áo tím này vô cùng. Đấy. Và khi mà nhận được những cái kết quả tốt đẹp từ con mình á, sử dụng Midu cho hai bé, thì em bắt đầu là em khi vào Robby là em nhắm vào Midu ngay. Em bằng cái kết quả của con mình, em muốn thật sự là muốn lan tỏa cho đến cho mọi người. Và ban đầu thì mình cũng không có suy nghĩ rằng là mình sẽ tập trung vào bán hàng bằng mọi cách phải bán được sản phẩm, nhưng mà mình đặt cái mục tiêu của mình lên là lan tỏa cái giá trị bằng cái sự chân thật của mình. Thì em kể về những cái kết quả mà con em đạt được qua trên trang Facebook cá nhân của em, vì lượng bạn bè em cũng khá là nhiều.
rồi em kể bằng những câu chuyện thật. Có những người bạn của em ấy, những người bạn mà họ có trí thức thì họ cũng có những cái quan tâm rất là cao sát tới cái việc phát triển chiều cao cho con. Thì trước giờ họ cũng sử dụng mà, họ cũng sử dụng các cái sản phẩm về canxi để tăng chiều cao cho con, nhưng mà không có kiên trì, rồi cũng không có kết quả nên là họ bỏ. Thì khi mà thấy em về cái chuyên về cái phát triển chiều cao này là họ đã trực tiếp nhắn tin và được tư vấn rồi lên chịu trình cho con. Thì từ những cái kết quả của họ đấy, những cái khách hàng, từ những người thân là khách hàng, em đều khoe lên và kể những câu chuyện chân thật nhất đấy, để hướng tới cái từ cái chân thật đó mình lan tỏa đi. Thì trong cái tháng này nè, trong cái tháng này thật sự là em rất là bất ngờ và vui mừng, bởi vì là có rất nhiều khách hàng gửi những cái feedback cho em đấy. Trong đó có một người bạn học cao đẳng của em, là bạn ấy có hai bé sử dụng Midu nhà mình từ ngày 10 tháng 4, từ ngày 10 tháng 4 cho đến cái ngày hôm trước là ngày 16 tháng 7 là làm hết một liệu trình 3 tháng cho bé gái. Và cái anh trai ấy thì là đang là liệu trình 6 tháng, nhưng mà em vẫn làm phát đồ 3 tháng cho bạn trai đó luôn. Thì kết quả là thật sự bất ngờ, mà em phải gọi là đó là một cái kỷ lục mà từ trước đến giờ em đã nhận nhiều cái feedback từ Midu. Đó là bạn gái em út ấy, bây giờ là 4 tuổi 8 tháng, nhưng mà bé có cái chiều cao ngày trước là bạn ấy làm cái phác đồ là chỉ có là 105 cm, nhưng sau 3 tháng tính đến tháng 7, ngày 16 tháng 7 thì bạn ấy tăng lên 6 cm. Còn người anh trai ấy, năm nay là 9 tuổi. Đó, hiện tại bây giờ là 9 tuổi. Thì trong vòng 3 tháng, bạn ấy từ 1m05, 105 cm, bạn ấy được tăng lên là 133 cm, tức là 8 cm trong vòng 3 tháng. Thì điều này rất là bất ngờ. 25 lên 133. Dạ, 1m25 lên 133. Đấy. Mẹ bạn ấy rất là bất ngờ và bảo rằng là con mình là tăng rõ ràng. Điều này em, tất cả những cái kết quả là em đều mang lên Facebook, em kể những câu chuyện và em khoe một cách chân thật nhất để lan tỏa. Anh nghĩ rằng là có thể là Trâm ấy, từ cái đợt mà Trâm học cái lớp đại sứ ấy, thì Trâm ý thức được hơn về cái việc là mình mang cái kết quả của mình sâu ra, đúng không? Trâm có thể chia sẻ thêm cái ngộ nào của mình mà mình lại có cái sự xoay chuyển đấy. Dạ. Như em học cái lớp những cái bài giảng của anh Hợp ấy, thì anh Hợp có nói rằng một câu này em rất là tâm đắc, đó là kết quả là một cái hình thức marketing mà đắt giá nhất. Vậy thì với tâm lý, mang một cái tâm lý của một người mà đi bán hàng ấy, thì khách hàng người ta nhìn vào mình ấy, thì lúc nào người ta cũng nói mình là người đi bán hàng online cả. Nên em không muốn là khách người ta nghĩ mình là mang một cái tâm thế của một người như vậy. Bây giờ mình đã mang vào một cái danh xưng, đó là chuyên gia phát triển chiều cao, thì mình phải làm sao cho nó xứng tầm với cái danh đó. Và em nỗ lực hàng ngày. Khi mà em làm bất kỳ một cái video nào, em cũng tự hào vì em mang cái màu áo tím này hết, chứ em không có mang một màu áo nào khác. Và mình làm sao để cố gắng cho những cái video mình chia sẻ nó mang một cái hơi hướng chuyên nghiệp đó. Và nói chung là em cố gắng hết sức làm sao mà mình xây dựng cái hình ảnh của mình thật tuyệt vời đó. Và từ những cái kết quả đúng là rõ ràng, là thật sự, thì mình mới lan tỏa được. Và từ đó thì trong cái tháng 7 này, với những cái sự cố gắng đó, thì nói chung em lan tỏa đã đến được nhiều với khách hàng mới hơn. Trong đó là có những cái người phụ huynh, em kể có một chị phụ huynh như thế này. Vào tháng 3 ấy, khi mà chị cũng ấy cũng hỏi em cũng mới vừa kể trên Facebook, thì chị ấy cũng hỏi em để làm phác đồ cho con. Nhưng mà khi được tư vấn kỹ và đưa ra cái giải pháp ấy, thì chị ấy lưỡng lự và chị ấy để đó để xem. Thì đến sau khi mà em thấy em hoạt động tích cực và chị ấy vẫn theo dõi những cái bài đăng của em trên Facebook,
thì đến cái ngày 15 tháng 7 vừa rồi ấy, chị ấy có liên hệ với em lại để làm phác đồ cho con. Thì nội trong vòng 3 tháng khi cái chị để im như vậy ấy, thì tình hình về cân, chỉ số cân nặng và chỉ số chiều cao của con nhà chị ấy chỉ dừng lại ở 137cm trong vòng 3 tháng đó, nó không có tăng cái gì cả. Thì em mới nói với chị là chị thấy không, trong vòng 3 tháng con chị không tăng bất kỳ một cái gì kể từ cân nặng đến chiều cao, nhưng mà chị thấy các cái chỉ số mà đạt chuẩn và hay là dưới hay là trên chuẩn nó đã đang bị giảm, và cái dự đoán chiều cao tương lai của con chị là nó đã cũng giảm theo đấy. Vị thầy cái chị mới nói là thôi vậy thì em cái này chị thấy là những cái sản phẩm này có, nó có bán trên nhà thuốc, tại sao nó lại bán online? Nhưng mà em chị nói với chị một câu là nếu chị mà tin tưởng em lấy cả cái danh dự làm nghề giáo của em để đảm bảo với chị, em không thể giải thích cho chị nhiều tại sao nó không bán ở nhà thuốc mà nó lại được bán trên mạng. Nhưng danh dự của em, danh dự nghề giáo của em và em đã sử dụng cho con em nó từ trước đến giờ, nó hiệu quả và không có bất kỳ một cái gì hết. Vậy nếu chị tin tưởng em thì em mới gửi hàng cho chị, còn chị không tin tưởng thì em không thể. Thì lúc đó là chị mới nói là vậy thì em làm ngay cho con chị đi. Và chị đã mua liệu trình 1 tháng để sử dụng cho con. Và khi mà người ta ngộ nhận ra rằng là cái danh dự của mình nó còn cao hơn, để nó đặt niềm tin cho họ, thì chắc chắn khách hàng họ sẽ theo mình. Và mình luôn phải lấy là khẳng định rằng là cái sản phẩm của mình luôn luôn tốt. Đấy, nó không có ảnh hưởng gì cả. Bao nhiêu nó đã có một cái sự kiểm chứng và đã được kiểm định lâm sàng, đã có giấy phép, thì tất cả nó là phải là tuyệt vời. Đấy, nên là bằng cả cái niềm tin của mình, cái nghề nghiệp của mình, để mình khẳng định với họ. Đấy, nên là em cứ đi lan tỏa. Và cái điều mãnh liệt mà em làm thì là nói chung mình, em đặt mục tiêu vì yêu mà đến đấy anh Hợp. Đấy, vì yêu mà đến đó, mình cứ lan tỏa bằng cái sự chân thật của mình. Mình kể những cái câu chuyện từ cái đời thực của mình. Thì em thấy là từ khi nhờ em kể những cái câu chuyện có thật như vậy á, và những cái hình ảnh em mang tới nó chuyên nghiệp hơn. Đấy, em từ những cái bài học mà anh đưa ra thì em lan tỏa, tháng 7 này em lan tỏa cũng rất là nhiều cái khách hàng mà có thể là gọi là chất lượng của mình luôn đấy. Đó. Nên là em cũng rất cảm ơn vì được tham gia cái lớp đại sứ, và cái tinh thần của em đến với Midu nó càng mãnh liệt hơn. Và hiện tại bây giờ chị có chăm chăm vào Midu và thêm một cái PDP nữa, đó là Nguyên Sinh. Đó, chỉ có thế thôi chứ em không có, như anh Hợp nói là đừng biến mình thành một cái tạp hóa. Và em đang cố gắng định hình được cái hình ảnh của mình trong mắt khách hàng, để họ đến với mình là đến với cái chiều cao và đến với một cái sự uy tín. Đấy. Rồi em chân thành cảm ơn anh Hợp, cảm ơn bác sĩ Hiên và các anh chị đã lắng nghe cái chia sẻ của em ngày hôm nay. Cảm ơn. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn Trâm, và chúng ta hãy dành cho bạn Hà Thị Trâm những bông hoa, những thả tim đúng không ạ? Thật là cảm ơn cái chia sẻ rất là hay của Trâm và chúc mừng cho Trâm. Đấy, và sau những cái tràng hoa đó thì Trâm cũng có thể rất là nhiều người rất là hâm mộ em đấy, và em có thể gửi cái Facebook lên để cho anh chị em có thể kết nối và xem các cái video mà em đã chia sẻ. Đấy, thì thưa các anh chị, là trong cái lớp đại sứ ấy, lớp đại sứ thì mới tổ chức 1 khóa thôi, và các anh chị mới thì sau này chúng ta sẽ có những khóa 2, khóa 3 nữa. Thì ở trong những cái lớp đó thì tôi thường chia sẻ về một cái module rất là hay, đó là 4 hệ thống bán hàng. Đấy, thì một trong những cái mà ở trong 4 hệ thống bán hàng thì lại thường nói về cái việc là marketing bằng kết quả. Và đối với cái việc marketing bằng kết quả thì nó là cái thứ rất là tuyệt vời. Và chúng ta, kết quả nó là chân lý mà, không ai cãi được hết. Không ai cãi được kết quả hết. Khi chúng ta đã tạo ra kết quả rồi thì anh chị sẽ tự trả lời được những cái câu hỏi xoáy đáp xoay của tất cả khách hàng. Đấy, cho nên là đối với các anh chị nào mới ấy, ở đây ấy, thì chúng ta hãy làm thế nào để chúng ta tạo ra kết quả đi. Đúng không ạ? Tạo ra kết quả nó là cả một cái quá trình dài đấy, không phải là vội vàng được đâu. Có những người có thể dùng 1 tháng, 2 tháng, con cũng chưa tạo ra được kết quả vượt trội thì cũng hãy kiên trì với điều đó. Bởi vì có những đứa trẻ thì nói rất là nhạy, dùng cái là sẽ cao lên ngay, như mấy cái bạn mà vừa rồi chị Oanh với chị Hương chia sẻ đầu giờ ấy. Nhưng cũng có những bạn thì bạn ấy cần
những cái bạn mà bạn ấy bị những cái vấn đề về 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 dinh dưỡng, hoặc là những cái bạn mà xương của các bạn ấy cần phải bổ sung để mà nó được hoàn thiện đã. Đấy, thì từ cái việc là cái xương của nó đang bị thiếu khoáng chất ấy, thì nó cần phải có một cái thời gian để nó bù, không phải là bạn nào cũng có thể cao được ngay. Đấy, thì chúng ta hãy kiên trì với điều đó và tạo ra những cái kết quả, rồi chúng ta kết hợp, đúng không ạ, kết hợp các yếu tố. Bất cứ một đứa trẻ nào để mà có được cái chiều cao tuyệt vời ấy, thì đều phải là phụ huynh và chuyên gia phát triển chiều cao phải đồng lòng, hãy giúp cho các con rất là nhiều các cái yếu tố như là giấc ngủ này, vận động này, rồi là ăn uống, đúng không ạ. Và có thể là cũng phải kết hợp với một số những cái mà chẳng hạn như con mà tiêu hóa kém thì cũng sẽ phải đấy, như Trâm nói rằng là kết hợp vào cả nhà nguyên sinh có bào tử nữa, anh chị cũng có thể kết hợp học thêm để mà mình làm sao mình càng ngày mình dày dạn hơn trong cái việc để hỗ trợ cho các con, đúng không? Hoặc là ví dụ như là hôm vừa rồi tôi cũng thấy một chuyên gia chia sẻ rất là hay, đó là có nhiều bạn thì là không tẩy giun, thế rồi là lâu lâu thì thấy là càng ngày càng gầy đi, đúng không ạ, thì lại hóa ra là vấn đề là bạn ấy không tẩy giun định kỳ. Đấy, thì các anh chị cũng cần phải, đã làm chuyên gia phát triển chiều cao thì mình cần phải biết rất là nhiều những cái thứ xung quanh đó, và chúng ta phải sâu thì chúng ta mới tạo ra được cái kết quả vượt trội được. Đấy, và chúng ta sâu thì chúng ta mới có được thành tựu. Đấy, bởi vì là nếu mà chúng ta không sâu ấy, chúng ta cứ lan man rất nhiều các cái sản phẩm. Có rất nhiều các anh chị ở đây, tôi biết là khi anh chị mới học, anh chị không chỉ học Midu, anh chị còn học rất nhiều các sản phẩm khác nữa, thậm chí là còn những cái ngành nghề nó không liên quan nữa. Thế thành thử ra là trong mình chỉ có là một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi, và không biết rằng là các anh chị có thể dành được bao lâu cho những cái thời gian đó để mà chúng ta bán hàng. Thế mà nếu mà chỉ còn ít thời gian thôi mà chúng ta lại phải chia nhỏ cho rất nhiều ngành hàng khác nhau thì chúng ta sẽ không thể nào tập trung được. Đó. Thì chúng ta hãy học cái cách của bạn Hà Thị Trâm, học cái cách của chị Hương, học cái cách của chị Oanh, đúng không? Để chúng ta lan tỏa, đúng không? Và sau một chuyên gia đã được vinh danh về việc là tạo ra được nhiều kết quả thì chúng ta sẽ đến một chuyên gia mà đã bắt đầu với Midu rất là lâu rồi. Thế nhưng mà cứ đều đặn như là một cái con gọi là con ong ấy, cứ chăm chỉ. Và đương nhiên là trong cái một cái khoảng thời gian dài như vậy thì chị cũng đã tạo ra được rất là nhiều kết quả, đúng không ạ? Tạo được nhiều kết quả hay không thì cái việc doanh số bán hàng nó là một cái chứng minh rất là thực tế, đúng không anh chị? Vâng, và xin admin hãy giúp tôi là sâu ạ, người mà chuyên gia thứ hai ạ. Vâng, anh chị có đoán được là ai không ạ? Vâng, xin chúc mừng chuyên gia phát triển chiều cao Nguyễn Thị Hồng Minh. Đấy là chuyên gia phát triển bền vững được vinh danh. Đấy, trong kỳ chuyên gia, cộng đồng chuyên gia số 15, đúng không ạ? Và Hồng Minh, admin đã vui lòng spotlight và bật mic của chị Hồng Minh lên ạ. Em chào bác sĩ Hiên, chào anh Hợp, chào các anh chị em ở trong Zoom nhà mình ạ. Bất ngờ quá. Thực ra thì em cũng có một cái sự quan tâm, một cái niềm đam mê đối với lại chiều cao của con từ khi mà em mang bầu bé. Con nhà em sinh năm 2010, bố mẹ thì có một cái chiều cao rất là khiêm tốn. Tuy nhiên thì do cái quá trình gọi là cũng không được cung cấp nhiều kiến thức thì cũng bỏ trứng con một thời gian, và đến khi mà ví dụ của mình lên kệ, em nhớ không nhầm hình như là cuối tháng 6, và em bắt đầu cho con nhà em sử dụng Midu là cũng từ tháng 7. Midu. Vâng. Không biết là em nhớ có đúng không. Và khi mà sản phẩm lên thì em cũng được học một cái khóa buổi đầu tiên anh Hợp chia sẻ, và em lấy luôn sản phẩm cho con em dùng. Thế thì cho đến thời điểm hiện tại, với những cái khách hàng quen của em ấy, thì con gái nhà em
Nhà em có hai bé, thì bé gái, bé lớn ấy, là có chiều cao vượt trội rõ ràng, và cháu được coi là sản phẩm của Mizu để tiếp thị cho các cái khách hàng quen cho mẹ. Thực ra thì đối với những khách hàng quen ấy thì ban đầu là mọi người cũng chỉ là quan sát, nghe ngóng, theo dõi. Và đến khoảng nửa năm gần đây thì bắt đầu là nhìn thấy cái kết quả con nhà em nó cao vượt trội, luôn luôn đứng ở cái top đầu, tức là cao bằng với các bạn nam ở trong lớp. Thế là rất nhiều khách hàng quen, các bà mẹ gửi tin nhắn đến để nhờ làm phác đồ rồi cho con uống. Và em thì cũng rất yêu sản phẩm, cho nên em cũng lan tỏa. Và hiện nay thì em cũng lan tỏa được khá nhiều đối với những khách hàng lạ. Nếu như mà trong cái tệp khách hàng của em về Mizu thì chiếm phải đến 70% là khách hàng lạ. Khách hàng lạ này thì em tìm kiếm ở trên các hội nhóm ấy. Và nghe sau đấy thì Hồng Minh nói chuẩn là Mizu nhé. Mình không Mizu. Vâng. Anh phải chỉnh ngay đấy. Và đối với khi mình lan tỏa ra với khách hàng cũng vậy, nếu khách hàng có gọi nhầm mình cũng cần phải chỉnh ngay cho khách hàng. Vâng, em cảm ơn anh. Vâng. Thì khi mà em chia sẻ ở trên những cái hội nhóm, và được rất nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt là khi mà họ làm phác đồ ấy ạ, họ nhờ phải làm phác đồ và mình chia sẻ đối với những cái kiến thức về tăng chiều cao, những cái giải pháp về tăng chiều cao cho phụ huynh. Cũng có rất nhiều phụ huynh trong cái thời điểm mà con đang tuổi dậy thì cũng đã sử dụng các cái sản phẩm khác, dòng ngoại cũng có và dòng nội cũng có. Tuy nhiên thì họ cũng phản hồi rằng là con dùng nhưng mà cái hiệu quả nó không được cao. Thế thì khi đó thì em mới giới thiệu cái sản phẩm Mizu bên mình. Và họ cũng nghe ngóng, họ cũng tìm hiểu một thời gian. Em thì rất là tự tin, bởi vì là tất cả những cái khách hàng mà em chia sẻ đến giờ thì không có khách hàng nào là không có hiệu quả cả. Cho nên em đều khẳng định cái chất lượng sản phẩm đối với lại cả khách hàng. Và sau đấy thì cũng có những khách hàng mà họ theo dõi rất là lâu, họ vào trang cá nhân. Thì trang cá nhân của em cũng giống như anh Hợp đã chia sẻ và bạn Trâm chia sẻ là kết quả là chân lý. Và em cũng tung những cái feedback của khách hàng lên, rồi chia sẻ theo cái quan điểm đấy là trao đi đến tận cái cốt lõi, tức là mình được học cái gì, mình được học những cái giải pháp như thế nào, kiến thức về sản phẩm như thế nào, thì em trao đi tất cả để cho phụ huynh biết được những cái kiến thức và biết được những cái giải pháp, kể cả thậm chí là họ không dùng sản phẩm bên mình thì họ cũng có thêm những cái kiến thức về những cái để tăng chiều cao cho con của họ. Thì cũng rất là vui, bởi vì là sau một loạt những cái sự theo dõi thì khách hàng lạ sẽ nhắn tin, và lúc đấy là chỉ có lên liệu trình để bổ sung cho con thôi chứ không cần phải tư vấn gì thêm nữa. Thì đấy là cái hành trình của em. Thực ra thì cũng không dài, em cũng cảm thấy rằng là thiếu hụt kiến thức rất là nhiều, cho nên có rất nhiều câu hỏi, có những cái tình huống mà cũng phải nhờ sự tư vấn trực tiếp của bác sĩ Hiên, của anh Hợp và của các cái bạn dược sĩ ở trong nhóm. Thì đến hiện tại thì em cũng khá là vững tin đối với sản phẩm của mình, và tất nhiên là đến thời điểm hiện tại và sau này cũng xác định là Mizu là chính là cái sản phẩm chủ lực của mình khi mà kinh doanh trên Dropy. Và có một cái con cao được giá trị nữa mà em cảm thấy rằng là cũng không, cái tệp khách hàng của em hiện tại thì không chỉ dừng ở với các bé phát triển chiều cao, mà chính từ cái người thân của em là mẹ của em. Mẹ của em thì trước là có theo thuốc ở trên bệnh viện Bạch Mai, bà bị liên quan đến tim. Thì bà có hiện tượng là bị đau nhức mỏi xương khớp này, bác sĩ cũng kê, nhưng mà có thể là do bà không hợp thuốc cho nên về vẫn bị đau nhức. Rồi bà tiêm, em có đưa cho cái Mizu cho bà uống, nhưng mà bà không chịu uống, bởi vì bà bảo rằng là bác sĩ kê thì uống đồ của bác sĩ. Thế sau đấy thì bà vẫn bị đau. Bà bị đau thì bà lại mời bác sĩ ở nhà đến để tiêm, thì cứ tiêm được khoảng 2-30 ngày lại đau và đau phát khóc lên ấy ạ. Đến khi mà bà vào trong nhà em chơi thì em mới bảo thế bây giờ mẹ uống thử đi.
Thế thì bà uống được 3 ngày, bà chơi 3 ngày, bà uống thử 3 ngày, em cho em đưa bà uống 4 ống một ngày thì đến ngày thứ 2 là bà đã có hiện bà đã giảm rồi. Và sau đấy thì em có thêm một cái tệp khách hàng của người già nữa cho mẹ em giới thiệu. Thì đấy cũng là một cái kết quả rất là vui, bởi vì là mọi người biết là Midu thì không chỉ dành cho một lứa tuổi nào, chỉ có điều là chúng ta có tận tâm với nó hay không thôi. Dành thời gian cho nó thì chắc chắn là sẽ trao đi được nhiều kết quả và nhận được nhiều kết quả hơn ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Hiên, cảm ơn anh Hợp và cảm ơn các bạn dược sĩ đã hỗ trợ đồng hành cùng với em trong cái thời gian vừa qua. Cảm ơn các anh chị em trong Zoom đã lắng nghe. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, một đối tác kinh doanh Dropy đã đồng hành với lại Midu trong một cái chặng đường rất là dài, từ gần như là từ đầu tiên. Và trong suốt cái quá trình thì anh chị hiểu rằng là Midu vẫn đang là một cái để cho chúng ta có thể bắt đầu giống như là một sự nghiệp của chúng ta, một cái sự nghiệp lâu dài. Đấy, sự nghiệp lâu dài. Và ở Midu tôi rất là thích những cái người mà có cái tính chất là bán hàng bền vững, như là chị Trâm, chị Minh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó chính là những cái thể hiện ra được rõ nhất cái việc là chúng ta đang hàng ngày trao đi những cái giá trị chất lượng. Nếu mà anh chị có những cái sản phẩm mà nó mang tính chất là trending, có thể là chúng ta bán được trong cái giai đoạn này bán rất là tốt. Đấy, nhưng mà nếu mà cái sản phẩm nó không chất lượng thì khách hàng nó sẽ không thể nào quay trở lại được. Người ta không thể nào quay trở lại để người ta mua cái liệu trình tiếp theo. Đấy, thì cái quan trọng nhất là chúng ta tạo nên được một cái thói quen để cho khách hàng có thể tiếp tục sử dụng những cái liệu trình tiếp theo. Và cái đó thì cái kết quả là một cái mà mạnh nhất để mà khiến cho khách hàng người ta quay trở lại. Đồng ý không anh chị? Và hãy thả những trái tim thật nồng ấm để cảm ơn chị Hồng Minh với chia sẻ rất là nhẹ nhàng và rất là chất lượng. Thưa các anh chị, thì ngày hôm nay chúng ta đến với Midu, chúng ta sẽ có cái phần đào tạo. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thực sự là nó sẽ không phải là một cái mô đun đào tạo như thường anh chị thấy. Ví dụ tôi thường có những cái mô đun đào tạo về cái việc là phát triển kinh doanh. Ở trên khung chat thì có một số anh chị cũng đang phàn nàn về cái việc là ở trên Shopee bán phá giá. Thì anh chị có thể xem một cái video tôi có đào tạo chia sẻ về cái điều đó rất là sâu. Về việc là giá trị của chuyên gia ở đâu. Đấy, nếu mà mình đương nhiên nhé, một cái điều luôn luôn khẳng định rằng là Midu và Dropy luôn luôn là hàng ngày luôn là xử lý các vấn đề về việc bán và giá. Nhưng các anh chị cũng hiểu là chúng ta đang kinh doanh một cái sản phẩm rất là hot, và có thể ngày hôm nay xử lý được bạn A thì ngày mai lại mọc ra bạn B. Đấy, và sắp tới thì cũng nhờ luôn cộng đồng của chúng ta là sẽ cùng nhau. Đấy, cái đấy thì là trưởng phòng đào tạo Thanh Huyền cũng sẽ lên cái kế hoạch sớm luôn, là trong tuần này là anh em mình là cùng vào để nó report những cái shop mà bán phá giá ở trên mạng. Anh chị đồng ý không ạ? Đấy, ngoài cái việc rằng là truy vết và cắt cốt, vừa rồi Midu và Dropy cũng phối hợp để cắt cốt rất là nhiều những cái trường hợp. Đấy, thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ không chưa cần đợi cắt cốt, chúng ta sẽ report cái shop đó để nó đảm bảo cái môi trường văn minh lành mạnh cho chúng ta. Bên cạnh đó thì các anh chị cũng hãy nhớ lấy rằng là vậy thì nếu hỏi các anh chị ở đây rằng là nếu mà với một người mua hàng của chúng ta là 360.000 và nếu với một người mua hàng ở trên Shopee là 330.000 chẳng hạn, tôi ví dụ như vậy, thì chúng ta cần phải làm thế nào để sâu được cái giá trị của chúng ta là nó trên cái 30.000 đó. Nếu các anh chị vẫn còn để cho khách hàng mua trên mạng và không chọn các anh chị thì tức là cái giá trị chuyên gia của chúng ta còn chưa đạt được là tới cái con số 30.000. Đấy, cho nên là chúng ta làm thế nào để chúng ta gia tăng cái giá trị của mình, làm sao để khách hàng người ta thấy rằng là mặc dù có thể tôi thấy trên mạng có thể giá rẻ hơn một chút, 20.000, 30.000 gì đó, nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn bạn vì tôi cảm thấy rằng là cái giá trị của bạn nó xứng đáng với điều đấy. Đấy, xứng đáng với điều đấy. Đấy, cho nên là anh chị cần gia tăng cái giá trị của mình. Tại vì sao các best seller họ không bao giờ phàn nàn về những cái điều đấy? Tại vì họ biết cách để tạo ra giá trị của họ. Đấy, cho nên ở đây nó có hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta vẫn tìm cách để
để thật là mãnh liệt giải quyết những cái vấn đề liên quan đến những kẻ vẫn đang chơi xấu chúng ta, đúng không ạ? Bên cạnh đó chúng ta cần nâng cao cái giá trị của bản thân lên, để dù xảy ra bất cứ cái vấn đề gì chúng ta vẫn là một best seller anh chị nhé. Đấy, vậy thì ngày hôm nay chúng ta có thêm một cái công cụ để cho chúng ta bán hàng. Đó là anh chị đã biết cái công cụ bán hàng tập trung của Vidu đã truyền thông cách đây khoảng tầm một tuần trong thời gian gần đây không ạ? Rồi chúng ta tập trung sang chủ đề mới đi ạ. Về cái việc là cái video bán hàng tập trung, anh chị nào biết về cái video bán hàng tập trung thì chúng ta comment số 1, anh chị nào chưa biết về video bán hàng tập trung thì comment số 0 ạ. Số 0 ạ. Anh chị nào chưa biết thì comment số 0 ạ. Đó, như vậy là có rất nhiều các anh chị là chúng ta chưa biết cái video bán hàng tập trung. Thì thưa các anh chị là ở đây ấy, đầu tiên là các anh chị cần hiểu về cái khái niệm là bán hàng tập trung. Nếu với các anh chị mà chúng ta ở trong môi trường Dropy thì gần đây là Dropy đang truyền thông rất là nhiều về cái từ khóa đó là bán hàng tập trung. Cái mô hình bán hàng tập trung nó được sử dụng ở trong rất là nhiều những cái mô hình như là các công ty về bảo hiểm này, các công ty bán bất động sản này, các công ty bán hàng đa cấp. Đó là khi mà chúng ta có rất nhiều những người bán hàng và không phải rằng là anh chị có thể đã nhanh chóng trở thành một người mà thông thạo tất cả các khâu bán hàng. Đúng không ạ? Để mà các anh chị có thể mà trở thành một người chuyên gia như là chị Minh, như là chị Trâm cũng cần phải có một cái khoảng thời gian rất là dài để chúng ta có thể mình gần như là khách hàng hỏi câu gì mình cũng có thể trả lời được. Nhưng mà chúng ta đều có những khách hàng tiềm năng. Vậy thì cái mô hình bán hàng tập trung là thế nào? Đó là thay bằng việc rằng là chúng ta phải làm tất tần tật các công việc của cái việc bán hàng, từ việc tìm kiếm khách hàng này, đào tạo khách hàng, thuyết phục khách hàng, chốt khách hàng, rồi là chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần làm mỗi cái việc đầu và việc cuối thôi, đó là tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng. Còn cái việc là bán hàng như thế nào thì ở trong cái mô hình bán hàng tập trung ấy, có rất nhiều những cái công ty người ta tổ chức rằng là tất cả anh chị em chúng ta sẽ mời khách hàng đến một cái buổi hội thảo nào đó, để ở cái buổi hội thảo đó thì cái người giỏi nhất về bán hàng người ta sẽ trình bày về cái giải pháp đó, giải pháp về việc là bảo vệ tài chính cá nhân, rồi giải pháp về kỳ nghỉ, rồi vân vân. Thì cái người giỏi nhất trong cái tập thể đó sẽ đào tạo khách hàng, đúng không ạ? Và sau đó thì các anh chị chỉ cần là, thậm chí họ chốt cho anh chị trong cái sự kiện đó luôn, và sau đó các anh chị chỉ việc chăm sóc những cái khách hàng đó thôi. Đấy, thế thì ở Midu thì thứ nhất là luôn khuyến khích các anh chị là chúng ta cần phải học sâu hiểu rộng về phát triển chiều cao. Thì các anh chị vẫn luôn luôn đừng quên rằng là mình cần phải trở thành một chuyên gia đúng nghĩa. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu, những anh chị nào mà chúng ta chưa thực sự thấu triệt, chưa thực sự mà master trong cái lĩnh vực chiều cao, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ về một công cụ, đó là video bán hàng tập trung. Có nghĩa rằng là anh chị chỉ cần là biết là những khách hàng nào họ đang có quan tâm về cái vấn đề chiều cao của con họ. Thế còn Midu sẽ làm cái phần ở giữa, đó là đào tạo khách hàng để khách hàng họ hiểu thấu triệt về chiều cao ở rất nhiều các cái tư duy. Đấy. Và đương nhiên anh chị biết rằng, đúng không ạ, như là chị Hồng Minh và chị Hà Trâm có chia sẻ đó ạ. Ngay kể cả rằng là chúng ta đào tạo khách hàng mà họ chưa mua sản phẩm Midu thì đối với chúng ta đó đã là thành công rồi. Anh chị nhá, và đừng quan tâm đến việc rằng là họ đã mua sản phẩm của mình hay chưa. Chúng ta làm vì sứ mệnh, và làm vì sứ mệnh thì tiền nó sẽ đến. Anh chị hãy tin điều đấy đi ạ, bởi vì điều đấy là chân lý. Đúng không ạ? Anh chị có tin điều đấy không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây tin vào điều rằng là khi chúng ta làm đúng sứ mệnh thì tiền nó sẽ tự đến. Còn thì chính những chị như chị Hà Trâm, chị Hồng Minh là những người đã cho chúng ta thấy cái kết quả đó. Đúng không ạ? Chúng ta cứ thật tận tâm với khách hàng đi, giúp cho khách hàng là giấc ngủ này, vận động này, thì họ đã chi đồng nào cho chúng ta đâu, đúng không ạ? Tại sao chúng ta vẫn giúp họ về việc là định hướng cho con họ đi ngủ thế nào để phát triển chiều cao, vận động thế nào để phát triển chiều cao, và họ chẳng mất tiền gì cả.
Nhưng chính các anh chị sẽ chính là những người thành công hơn những người chỉ chăm bán sản phẩm. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Điều đó đúng không anh chị? Đấy, vậy thì ở trong cái câu chuyện này, đó là khi mà chúng ta thực sự chúng ta chỉ cần là đưa khách hàng đến để đào tạo cho khách hàng những cái kiến thức cơ bản nhất, thì anh chị yên tâm rằng là họ vẫn luôn ở bên cạnh các anh chị, vẫn là khách hàng của các anh chị, đúng không ạ? Cho nên là đầu tiên ngày hôm nay thì xin mời đội ngũ admin sẽ giúp chúng tôi share cái video bán hàng tập trung. Thì hỏi các anh chị ở đây một câu nha, đó là nếu mà nói về việc là tư vấn cho phụ huynh thì trong cộng đồng của chúng ta ai sẽ là người tư vấn cho phụ huynh giỏi nhất ạ? Phụ huynh sẽ tin nhất ạ? Phụ huynh sẽ mong muốn được người đó tư vấn nhất ạ? Anh chị biết là ai sẽ là người mà phù hợp nhất cho cái việc đó không ạ? Và chắc chắn rồi ạ, chắc chắn là bác sĩ Hiên rồi, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta có một cái video của bác sĩ Hiên. Đấy, thì nó sẽ có hai option nhé. Option thứ nhất đó là đây là một cái video rất là ngắn gọn, chỉ khoảng 5-6 phút thôi, nhưng nói tổng thể toàn bộ về việc phát triển chiều cao. Thì tất cả các anh chị ở đây chúng ta sẽ có cái file đó, đúng không ạ? File đó, thì chúng ta sẽ tải cái file đó, và bất cứ khi chúng ta gặp ai chúng ta còn chưa thể nói được như bác sĩ thì chúng ta hãy gửi cái video đấy để cho khách hàng người ta nghe và người ta hiểu về chiều cao, thì sau đó chúng ta chăm sóc họ nó rất là dễ, đúng không ạ? Vâng, và xin mời admin hãy giúp tôi là cho các anh chị xem cái video ngắn 5 phút của chúng ta sẽ như thế nào. Trong cả bệnh viện và hãng dược, không phải do luyện tập gì, không phải do dùng sản phẩm gì, mà 90% phụ thuộc vào tư duy của ba mẹ. Mình là bác sĩ chuyên khoa nhi Phạm Thị Thanh Hiên với 23 năm trong lĩnh vực về dinh dưỡng. Mình rất là may mắn được công tác trong cả bệnh viện và hãng dược đa quốc gia. Tại bệnh viện thì mình có trải nghiệm về tư vấn, nhưng ở các hãng toàn cầu như Nestle, Mead Johnson thì mình lại có tư duy để tạo ra các cái sản phẩm hữu ích. Và sau này khi mình nghiên cứu và đưa ra giải pháp tăng chiều cao tổng thể thì mình kết hợp được cả hai trải nghiệm quý giá này. Và trong 8 năm qua, mình chỉ có tập trung vào việc phát triển chiều cao. Mình đã tiếp xúc với hàng nghìn các phụ huynh có con trong độ tuổi tăng trưởng hoặc đã qua độ tuổi tăng trưởng. Điều giá trị nhất mình ngộ ra được trong 8 năm qua lại là một điều vô cùng đơn giản nhưng rất ít người nhận thấy, đó là con cao được hay không, không phải là do luyện tập gì, không phải là do dùng sản phẩm gì, mà đến 90% phụ thuộc vào tư duy của ba mẹ. Hầu hết các phụ huynh đều có hai sai lầm. Một là đợi đến khi con dậy thì rồi thì mới tìm cách phát triển chiều cao cho con. Đây chính là mấu chốt của mọi thất bại về chiều cao của con. Bởi vì khi đã dậy thì các sụn tăng trưởng của con sẽ dần dần cốt hóa và cái cơ hội để phát triển thêm còn rất ít. Thay vào đó, cần quan tâm và hành động cho phát triển chiều cao của con càng sớm càng tốt. Tuyệt vời nhất số 1 là trong bụng mẹ, tuyệt vời số 2 là ngay tại bây giờ. Hai là phát triển chiều cao là uống canxi. Rất nhiều năm qua chúng ta đã đánh đồng cái việc phát triển chiều cao là uống canxi. Tạp chí Y học Anh đã có một bài viết nghiên cứu có tên gọi là nghịch lý canxi, chỉ rõ không có một cái mối liên quan nào giữa chất lượng xương và việc bổ sung canxi theo đường uống. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc bổ sung canxi quá nhiều không những không giúp cho con cao lên, người lớn chống loãng xương, mà khi canxi thừa thì lại còn gây lắng đọng ở các cơ quan như táo bón, sỏi thận, xơ vữa mạch, thậm chí còn gây lên ung thư, vô cùng là nguy hại. Vậy, giải pháp giúp con cao chuẩn khoa học là gì? Midu chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, trong đó di truyền là gen chiếm 23%, là một yếu tố không thể thay đổi được. Nhưng như vậy còn đến 77% là chúng ta có thể thay đổi được. Trong đó giấc ngủ chiếm 16%
vận động chiếm 20%, dinh dưỡng chiếm 32% và các yếu tố khác 9%. Vậy, muốn thay đổi chiều cao cho con cần hiệp đồng tác dụng đầy đủ các cái yếu tố kể trên. Ngủ như thế nào để cao, vận động như thế nào để con cao hơn thì bố mẹ hãy tìm trên YouTube video của bác sĩ Hiên hoặc hỏi ngay chuyên gia phát triển chiều cao gần mình nhất. Như vậy, dinh dưỡng 32% là yếu tố quan trọng nhất. Trong dinh dưỡng để con cao có hai con đường. Một, giúp con làm gia tăng hormone tăng trưởng. Ngoài việc vận động liên tục cho đi ngủ đúng giờ, con cần arginine là một axit amin bán thiết yếu giúp cho gia tăng hormone tăng trưởng cho con. Hai, là chuyển hóa được canxi và khoáng chất. Muốn xương của con dài ra, đương nhiên là cần canxi. Nhưng nếu như chúng ta chỉ bổ sung một mình canxi đơn độc thì canxi không thể tự đưa vào đến nơi cần đến, đó chính là xương và răng. Do vậy, cần có vitamin D3 để hấp thụ canxi và quan trọng nhất chính là MenaQ7, tức là vitamin K2 giúp gắn cho canxi vào xương. Bên cạnh đó, không thể thiếu được yếu tố magie góp phần lưu giữ và củng cố canxi ở lại trong xương nhiều hơn. Các yếu tố này cần sự bổ sung đồng thời và theo một tỷ lệ chuẩn mực. Hàm lượng của các thành phần trên cũng đều cần có những cái nghiên cứu lâm sàng hết sức cụ thể và rõ ràng, chứ không đơn thuần là trộn vào là có tác dụng. Và hiện tại, chắc chắn nhiều phụ huynh đã được biết tới sản phẩm Midu MenaQ7 có đủ 5 dưỡng chất K2, D3, canxi, magie và arginine theo tỷ lệ vàng để thúc đẩy vào cả hai con đường tăng chiều cao mà bác sĩ Hiên vừa đã chia sẻ ở trên. Và kết quả của sản phẩm thì không phải nghĩ bàn, bởi đã có đến hàng trăm ngàn những em bé đã được phát triển vượt trội khi sử dụng Midu MenaQ7 áp dụng cùng với vận động, ngủ nghỉ đúng cách. Tuy nhiên, sản phẩm này không phải cứ có tiền là mua được, và cũng không nên dùng khi thực sự phụ huynh chưa thấu triệt về phát triển chiều cao một cách khoa học. Hãy liên hệ với chuyên gia phát triển chiều cao gần nhất, có thể là người đã gửi cái video này cho bạn đó ạ, để mình làm phác đồ dự đoán chiều cao cho con đã, để biết được hiện trạng của con, và hãy chia sẻ mục tiêu về chiều cao của con mình để chuyên gia của bạn có thể tư vấn một cách kỹ lưỡng và đúng theo phác đồ cho từng cá thể. Và quan trọng nhất vẫn là tư duy của ba mẹ, có đúng không ạ? Cho nên hãy đồng hành cùng con, hãy giúp cho con đi ngủ sớm, hãy giúp cho con vận động đều đặn và hợp lý, bám sát lộ trình của Midu MenaQ7 cùng con, kịp thời phản hồi với chuyên gia phát triển chiều cao những kết quả của con mình để chúng ta cùng chia vui, được không ạ? Tuyệt vời ông anh chị. Ok. Anh chị, trời ơi, anh chị cứ lên đây, anh chị xin. Đương nhiên là sẽ cho các anh chị, chứ còn cái này làm ra cho các anh chị mà. Anh chị có thấy không ạ? Bác sĩ không dưới 2 lần là bác sĩ là chốt sale cho các anh chị luôn. Nếu các anh chị muốn dùng từ chốt sale, đúng không ạ? Bác sĩ liên tục chia sẻ nhưng cũng liên tục nắm chỉnh làm sao khách hàng quay trở lại để gặp các anh chị. Đúng không cả nhà? Đấy thì cái video này là dành cho các anh chị chứ dành cho ai nữa. Cho nên là admin sau đây thì admin vui lòng là phòng đào tạo tìm đúng cái video mà bản final nhá. Anh thấy cái bản này chưa phải final đâu. Nó thì gửi lên trên nhóm chuyên gia cho tất cả các anh chị, và đặc biệt là nhóm chuyên gia 06 là rất nhiều anh chị mới đấy. Thì chúng ta gửi lên để mà các anh chị có thể tải xuống. Đấy, thì mình tải xuống xong rồi là mình gửi riêng cho khách hàng. Thì nó, đối với video này nhá, là mình tải xuống mình gửi riêng cho khách hàng thì nó hay hơn là mình đăng lên trên Facebook của mình, anh chị nhá. Mình đăng lên nó không hay, nó tự nhiên nó mất cái giá trị đi. Đấy, mà video này nên để là cái video mình gửi trực tiếp một một cho từng khách hàng mình đang tư vấn, đúng không ạ? Ủa, chưa tham gia nhóm chuyên gia tại sao lại vào được cộng đồng chuyên gia?
Rồi, ok. Đó, thế còn là hình thức thứ hai nhá, hình thức thứ hai đó là có phải là các anh chị thấy rằng là một cái video mà nó ngắn như vậy, có 5-6 phút như vậy, nhưng mà nó đã tổng hợp gần như là toàn bộ cái kiến thức mà các anh chị học được trong buổi khai mở, đúng không ạ? Giống như là tổ chức một cái lớp khai mở ngắn cho khách hàng. Anh chị thấy không ạ? Cái video này nó rất là đầy đủ về mặt kiến thức. Mặc dù mỗi chút thứ thì nó chỉ nhắc đến một chút thôi, nhưng mà nó rất là đầy đủ về mặt kiến thức. Đấy, thì cái này chính là cái video mà mình khai mở cho khách hàng. Và lựa chọn thứ hai rất là tuyệt vời, đó là đối với các anh chị mà chúng ta có những khách hàng mà họ nghiêm túc hơn. Đấy, thì chúng ta có thể dùng luôn một bộ mà Midu đã đóng gói, đó chính là gọi là bộ là khai mở cho khách hàng. Thì ở đây anh chị nào mà chúng ta học e-learning ấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có 6 cái video ở buổi khai mở. Một đó là sứ mệnh tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Midu. Hai là thực trạng chiều cao của trẻ em Việt Nam. Ba là 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, đúng không ạ? 5 là ăn uống thế nào để cao. 6 là hiểu đúng về canxi, đúng không anh chị? Và thêm một cái video nữa là video hướng dẫn các anh chị trong cái việc là đăng ký cái phần mềm dự đoán chiều cao ấy. Đấy là trọn vẹn 7 cái module ở phần khai mở. Đấy, thế thì Midu đã cắt cái video 1 và video số 7, chỉ còn lại 5 cái video là nó thành cái bộ video là khai mở cho khách hàng. Tại khách hàng họ sẽ chỉ cần học từ cái đoạn mà thực trạng chiều cao của trẻ em Việt Nam và đến cuối đó là đừng gọi là hiểu đúng về canxi, và có một cái phần là các cái điểm lợi thế của sản phẩm Midu Mena Q7, những điểm đặc biệt của Midu Mena Q7. Thì những cái khách hàng mà họ muốn hiểu sâu như vậy thì các anh chị cũng sẽ lên nhóm chuyên gia nhé, các admin sẽ gửi lên cho các anh chị cái bộ gọi là bộ khai mở cho khách hàng. Thì chúng ta sẽ gửi cái đường link đó cho khách hàng để khách hàng học, các anh chị nhé. Và mỗi một khách hàng họ vào họ đăng ký học thì các anh chị sẽ được ghi nhận điểm ấy. Vì khi mà đầu tiên là các anh chị sẽ phải vào đường link để mà xác định cái mã chuyên gia của mình này, biết mã chuyên gia của mình đã. Sau đó khi khách hàng người ta vào học thì chatbot nó sẽ hỏi khách hàng là bạn vào đây bằng sự giới thiệu của ai, thì khách hàng sẽ nhập cái mã chuyên gia của chúng ta, và mỗi lần như vậy thì các anh chị được cộng điểm. Đấy, rất là hay. Và chúng ta cũng được thông báo rằng là khách hàng nào đã được vào xem. Đấy, nó khác với việc là mình gửi vào cái video thì khách hàng vào xem hay không mình không có biết. Nhưng mà cái này là khách hàng vào là mình được thông báo là có một người, là ví dụ như là chị Khương Thị Phương gì đó, thì mà có một khách hàng là Mai Sang vào xem thì nó sẽ thông báo là có bạn Mai Sang vào xem đấy, đúng không ạ? Và đồng thời cộng điểm. Và cái điểm này mình sẽ có một cái thi đua nho nhỏ. Đấy, đó là từ nay đến ngày 31 tháng 7 thì ai mà có được nhiều khách hàng đi học nhất thì sẽ có giải nhất nhì 3, giải nhất là 4 triệu, giải nhì là 2 triệu, giải 3 là 1 triệu cho các anh chị, cho ba anh chị mà chúng ta có nhiều khách hàng đi học nhất, học cái khóa khai mở cho khách hàng. Thì nội dung chi tiết cụ thể, thứ nhất các anh chị có thể cập nhật ở trên nhóm chuyên gia chiều cao Zalo, và đồng thời là ở cộng đồng chuyên gia ở trên Facebook ấy, cũng có riêng một bài viết là đã nói phát động rất là rõ về cái đó ở trên cái bản tin chuyên gia ấy. Đúng không? Chúng ta đã vào trong gia đình Midu rồi, chúng ta cần phải cập nhật liên tục các cái thông tin của Midu. Đó. Và mã là còn có cả quà, chắc chắn là có quà. Mã nhá, tất cả các anh chị hãy quay lại nhóm để được hỗ trợ về cái việc là làm thế nào để lấy được cái mã của mình, các anh chị nhá. Và đó là những cái thông tin. Thế còn là cái phần là giới thiệu về sản phẩm mới ấy, thì tôi cũng chỉ nói rất ngắn gọn thôi, đó là thời gian này thì Midu đã có hình như là vẫn đang đang xem màn hình đúng không?
Rồi. Ở đây là cái giao diện của Dropy, và anh chị biết rằng khi chúng ta vào phần sản phẩm đúng không ạ? Midu cũng là một trong những PDP mà có doanh thu cao nhất trong các nhà phát triển sản phẩm, thì chúng ta vào đây chúng ta thấy ngay cái logo của Midu luôn. Yeah. Midu chỉ hiện tại là xếp sau Cú Chen với Thế Giới Lọc Nước là các PDP mà họ có các cái sản phẩm giá trị rất là cao, mấy chục triệu. Còn trong lĩnh vực sức khỏe thì đương nhiên là mình đứng đầu. Cái thì khi mình vào đây là mới, là anh chị nào mà hay vào Midu sẽ thấy rằng là chúng ta có cái sản phẩm mới là sản phẩm MenaQ745, MenaQ7 K2 45 microgram. Thì có phải trước đây là các anh chị thấy là đối với các sản phẩm của Midu thì chúng ta còn chống cái khoảng thị trường là từ 0 đến 1 tuổi đúng không ạ? Vì sản phẩm Midu MenaQ7 180 là cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Thế thì chúng ta vẫn còn chống ở cái phần là MenaQ7 K2 45 microgram này là dành cho các bạn từ, đương nhiên là trên 1 tuổi vẫn dùng được, nhưng mà nó lấp được cái khoảng mà chúng ta đang bị thiếu. Đấy là từ 0 đến 1. Còn nếu mà trên 1 thì dùng luôn Midu 180 rồi, khỏi phải dùng cái 45 này cho nó nhiều ống. Đấy, thế thì liều lượng như thế nào thì các admin cũng gửi giúp tôi cái hướng dẫn sử dụng lên trên nhóm nhé. Lên trên nhóm. Lên trên nhóm chuyên gia đi. Đó, thì đây là cái hướng dẫn cho cái những bạn mà từ 0 đến 6 tháng thì sẽ dùng là một ống một ngày. Ống này nó chỉ có 5ml thôi. Và nó sẽ là 45 microgram K2 và 550 microgram canxi, miligam canxi glucohetonat. Thì một cái ống này về mặt canxi thì nó bằng nửa ống Midu 180, nhưng về mặt K2 thì nó bằng 1/4 đấy, ống Midu 180. Thế còn sau đó thì Midu sẽ có hẳn một buổi riêng để mà chia sẻ và ra mắt cái sản phẩm này. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vào cộng đồng chuyên gia thì mình được nhá hàng trước, mình được chia sẻ trước thôi. Thì anh chị nắm bắt trước nhé, những người vào trong này thì mình được nắm bắt trước. Thế còn là sau đấy thì một vài ngày nữa thì Midu sẽ có một cái bài post hoặc là một cái buổi Zoom riêng để mà giới thiệu kỹ hơn về sản phẩm Midu MenaQ7 45 microgram. Đó, được không ạ? Thì ngày hôm nay tôi chỉ lên đây và chia sẻ anh chị về hai cái thông tin này thôi. Đấy, trên kệ thì đã có hàng rồi. Một số anh chị không nghe thấy gì, chắc là em không nghe thấy đấy chứ. Mọi người vẫn đang nghe bình thường mà. Đó, thì đó là những cái thông tin cung cấp cho anh chị ngày hôm nay. Chứ nó hôm nay nó không phải là buổi đào tạo, đúng không ạ? Và cũng đã muộn rồi thì xin được nhường lại sân khấu cho MC Thanh Huyền. Và cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ thông tin của tôi. Và một lần nữa xin cảm ơn các anh chị. Dạ vâng, cảm ơn thầy Hợp ạ. Chúng ta thấy là phần chia sẻ của thầy Hợp có tuyệt vời không ạ? Chúng ta hãy cùng thả bông, thả tim cho thầy Hợp đi ạ. Các anh chị thấy là cái sản phẩm mới của Midu có tuyệt vời không ạ? Thời gian vừa rồi thì rất là nhiều anh chị đều thắc mắc là bây giờ có sản phẩm từ 1 tuổi rồi, vậy thì các bé sơ sinh, các bé dưới 1 tuổi thì có sản phẩm hay không, đúng không ạ? Và bây giờ là Midu đã ra mắt một cái sản phẩm mà giúp cho các anh chị có thể khép kín được tất tần tật hệ khách hàng của mình, đúng không ạ? Từ mẹ bầu, từ sơ sinh, rồi từ 1 tuổi trở lên và đến tận 100 tuổi cũng có sản phẩm, đúng không ạ? Các anh chị sẵn sàng để bùng nổ chưa ạ? Mình cùng thả tim thả bốc để cùng nhau là sắp tới sẽ có những sẽ thật là bùng nổ anh chị nhá. Vâng, và hiện tại thì cũng khá là muộn rồi, thì em xin phép là đến cái phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay luôn. Ở hôm nay thì admin cũng đã nhận được khá là nhiều các câu hỏi từ các anh chị, và do thời lượng có hạn thì chương trình ngày hôm nay em đã lọc ra những cái câu hỏi hay nhất để nhờ bác sĩ Yên giải đáp cho tất cả chúng ta. Và chúng ta hãy cùng sẵn sàng để mời sự xuất hiện của bác sĩ Phạm Thị Thanh Yên ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn MC Thanh Huyền xinh đẹp ạ. Dạ. Cảm ơn thầy CEO Nguyễn Xuân Hợp ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị em ở trong nhóm ạ. Dạ.
Dạ. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Dạ. Dạ vâng, và em xin bắt đầu luôn cái phần hỏi đáp ngày hôm nay bác sĩ nhé. Dạ. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay là đến từ chị Hoàng Thị Mai, tốt nghiệp K23, là thưa bác sĩ, con gái của em là mắc bệnh dị ứng với canxi, mỗi khi ăn tôm cả vỏ thì đều bị nổi mề đay khắp người, vừa rồi dùng Midu 3 tháng thì chiều cao tăng lên 2,5 cm, tuy nhiên thì lại bị nổi mẩn ngứa nhiều hơn, và tương tự thì chồng cũng bị cái tình trạng nổi mẩn khắp người như vậy, thì không biết là có nên sử dụng tiếp không ạ? Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn câu hỏi của em. Việc đầu tiên ấy, không phải là Midu làm tăng cái quá trình dị ứng của con lên. Bản thân là em bé đó đã ở trong một cái gia đình có tiền sử dị ứng. Cái tiền sử dị ứng đó chỉ cần là với những tất cả các con đã vẫn có thể đi ăn được hải sản bình thường, nhưng mà những em bé hoặc là bố mẹ đó không có khả năng ăn được hoặc ăn vào sẽ có các phản ứng chung của cơ thể. Vậy thì Midu sẽ có trong bản thân Midu MenaQ7 là có thành phần arginine ạ. Thành phần arginine 100 đó sẽ có tác dụng là tăng cường giải độc và cũng là giảm cho cái quá trình dị ứng chung. Thế nếu như trường hợp mà chúng ta đã biết bệnh rồi thì rất là dễ chữa ạ. Việc đầu tiên là con vẫn cần cao. Việc đầu tiên là chồng của mình vẫn cần cái giải pháp để làm giảm chống loãng xương. Vậy thì đấy chính là sự phối hợp của nhà Midu. Đó chính là Midu MenaQ7 180 cộng với lại arginine ạ. Thì cả nhà sẽ thấy rằng cái sẽ được giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến gan, thận, liên quan đến dị ứng. Bởi vì là arginine ấy còn là thuốc đầu tay trong việc là viêm da dị ứng này, trong trường hợp là dùng khi mà bị dị ứng ấy, thì gan là cơ quan đào thải nhanh nhất và tốt nhất. Bên cạnh đó, khi mình biết rằng là cái lo lắng nhất của dị ứng đấy là tạo ra cái phản ứng mà các cơ quan trong cơ thể tự đánh nhau. Nên nếu như thế thì có một cái bí quyết rất là nho nhỏ thôi. Cả nhà hãy sử dụng cái viên là cetirizine ấy. Cetirizine 10 mg. Nếu như bình thường chúng ta mua là 5.000 đồng một vỉ 10 viên. Còn nếu như chúng ta mua cả hộp thì nó sẽ khoảng tầm 25.000. Nếu như chúng ta biết mà gia đình chúng ta có tiền sử dị ứng rồi thì chắc chắn rằng là cái việc đấy là giải pháp của Midu là vô cùng tuyệt vời. Và có thể thêm một gia đây là hôm nay thì CEO Nguyễn Xuân Hợp mới kể cho chúng ta thôi. Đấy là một sản phẩm mà vô cùng tuyệt vời dành cho các em bé mà giai đoạn sơ sinh mà có canxi, có D3, có K2, có vitamin C. Dòng sản phẩm này sẽ khác so với lại Midu MenaQ7 180 là có thêm thành phần vitamin C nữa, thì sẽ giúp cho tăng cường sức đề kháng. Và có thể nói rằng là đây là một sản phẩm duy nhất trên thị trường, cả thị trường ngoại và thị trường nội, đó là dòng sản phẩm canxi có D3 có K2 dùng được cho trẻ sơ sinh ạ. Nên là cả nhà sẽ thấy đấy là điều rất là tuyệt vời. Cho bệnh dị ứng thì nhà Midu sắp sửa có một sản phẩm nữa. Còn nếu như trong trường hợp là con em thì hãy sử dụng ngay và luôn, đấy là sản phẩm Midu MenaQ7 DHA D3, chắc chắn là sẽ giải quyết vấn đề bị dị ứng của em bé rất là rõ rệt đấy ạ. Bởi vì là vừa nãy đấy thì bác sĩ Hiên vẫn chia sẻ, nhưng mà có quan sát MC Thanh Huyền, vì MC Thanh Huyền rất sợ bác sĩ Hiên phiêu, nhưng rõ ràng là trong cái này là hoàn toàn không có phiêu đâu ạ. Tức là cái công thức tuyệt vời cho những trường hợp bị dị ứng, mà dị ứng này không phải là, chúng ta phải xác định rất rõ ràng là trường hợp này dị ứng không phải là do sản phẩm của nhà Midu, mà là em bé đó trong gia đình đó đã có tiền sử dị ứng. Và cái tiền sử dị ứng đấy thì vô cùng là nguy hiểm. Và sử dụng mà Midu có arginine, có DHA D3 thì chắc chắn là sẽ giảm cái tình trạng dị ứng và sẽ tạo giảm cái tình trạng dị ứng một cách rõ rệt đấy ạ.
Vâng ạ. Không biết câu trả lời bác sĩ Hiền này đã xong, đã thấy em đỡ băn khoăn chưa ạ? Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ, câu trả lời của chị đã hết sức là đầy đủ rồi đấy ạ. Dạ. Vâng ạ. Và tiếp theo thì em xin phép đến câu hỏi của chị Phạm Thị Giang đã tốt nghiệp K25, đó là Midumenaq7 sử dụng với người lớn bị suy giáp như thế nào ạ? Vâng ạ, bác sĩ Hiên vẫn nói rằng là đúng là nói rất thật với cả nhà là bác sĩ Hiên mà vừa nhắn tin mà vừa trả lời thì sẽ rất là khó. Cái từ đấy chính là cetirizine. Cetirizine ạ. Vâng đấy thì là đấy thì là em Hiếu, dược sĩ Hiếu, cảm ơn em Hiếu ạ. Vâng ạ. Cái đây là cái là cái viên nhỏ xíu đấy thôi, vâng ạ, 10 mg đấy thôi, nhưng vô cùng tuyệt vời và sẽ làm giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến dị ứng và không gây buồn ngủ nữa ạ. Vâng ạ, cảm ơn em Tiến Vũ ạ. Vâng đấy thì là bác sĩ Hiên quên mất câu hỏi của mình rồi. Bây giờ con sẽ nhớ rồi. Cảm ơn để em đọc lại câu hỏi. Vâng, suy giáp ạ. Tất cả những trường hợp bệnh nhân bị suy giáp thì nhà Midu có thể nói rằng đấy là chân ái ạ. Có hai cái chân ái. Đầu tiên đấy là bà bầu. Bà bầu là cái khi bị dùng canxi lắng đọng thì thực sự cái vôi hóa bánh rau sẽ ảnh hưởng vô cùng tới sự phát triển của các con và có thể làm ra suy dinh dưỡng của thai nhi. Đấy là sử dụng canxi lắng đọng. Thì nhà Midu đấy là sản phẩm Midu là chân ái đối với mẹ bầu và có những mẹ bầu sinh con 3 cân 7 là thai to rồi ạ. Nhưng vì là cái cấu trúc xương rất là con dài nên con vẫn sinh được thường, mẹ vẫn sinh được thường. Nên là sản phẩm Midu trong đây có các anh chị có thể là người mà đã có nghĩa là mới vào tham gia chương trình thì Midu Menaq7 180 là chân ái của mẹ bầu, kể cả mẹ bầu có tiền sử bất thường trong thời kỳ thai kỳ như nhiễm độc thai nghén. Vâng, và cái chân ái thứ hai đó chính là bệnh nhân bị suy giáp nói chung, bệnh nhân bị biếu cổ, bệnh nhân bị ca giáp, bệnh nhân bị biếu giáp đơn thuần. Tức là tất cả những cái đấy là hai ba cái cơ là từ khóa đấy mà trong cộng đồng của chúng ta rất rất nhiều. Thì khi mà bị suy giáp thì có một cái là cơ thể không tự bắt được canxi một cách nhanh như người bình thường, cũng tương tự như trường hợp bị dị ứng vừa nãy ấy, tức là sự phản ứng quá mức của cơ thể. Còn đây là giống như cái sức ì không thể là bắt được cái lượng canxi bình thường trong các quá trình ăn uống. Vậy thì Menaq7 là chân ái, bởi vì một số những trường hợp mà suy giáp đấy, cái khổ nhất của người ta đấy là co quắp và co rút cơ cả nhà, và có những trường hợp là phải tiêm hàng ngày. Và nếu như khi mà xảy ra, có nghĩa là khi mà bị như thế một cái là phải ngáng cả lưỡi để tránh trường hợp là cắn vào lưỡi. Nên những trường hợp đấy là rất nhiều những trường hợp bệnh nhân bị suy giáp sẽ làm được việc đầu tiên, đó là cái thời gian tiêm thì sẽ ngắn đi. Tức là cái thời gian tiêm kéo dài, tức là bình thường có thể tiêm một ngày, có thể sau đó sẽ chuyển thành là 1, 2, 3 tuần hoặc có thể không cần phải tiêm nữa. Thì vậy thì cái phác đồ mà để cho các bệnh nhân đó là đầu tiên tối thiểu phải là 6 ống Midu 180. Sau đó chúng ta dò liều. Khi 6 ống Midu 180 rồi, hoặc là có thể đến 10 ống Midu 180, sau đó chúng ta dò liều, vì sử dụng bệnh nhân suy giáp giống như một cái giống như ăn cơm ấy ạ. Nên về nguyên tắc, bác sĩ Hiên cũng như CEO Nguyễn Xuân Hợp không lạm dụng. Mà vì không lạm dụng thì sẽ là chúng ta sẽ cần phải có một cái gọi là dò liều. Thì đầu tiên là 10 ống. Nếu như sau đó mà bệnh nhân cảm thấy rằng là không phải đi tiêm nữa, hoặc cảm thấy là đỡ ngay các triệu chứng co rút và co quắp, thì chúng ta sẽ chuyển về liều 6 ống. Khi liều 6 ống rồi, điều kiện tài chính không có, có thể chúng ta sẽ dùng một viên để chuyển đổi 4 ống, hoặc có thể 2 viên và 2 ống. Tức là chúng ta phải tiết kiệm sao nhất cho bệnh nhân và đỡ tốn tiền nhất ạ. Thì đấy là quan điểm của bác sĩ Hiên cũng như là CEO Nguyễn Xuân Hợp và đại gia đình nhà Midu ạ, cũng như là tất cả các 527
526 các anh chị em chuyên gia ở đây. Bởi vì là mình sẽ không cần phải lãng phí. Thì tương tự như vậy, câu hỏi trên màn hình là của bác sĩ Hiên ô chat, đấy là của em Trang. Bị co rút thì sao? Tất cả những trường hợp bị co rút, cả nhà hãy chỉ cần dùng 6 ống Midu cộng với lại 3 viên Maze B6 bình thường. Ngày hôm trước và ngày hôm sau đã khác rồi ạ. Và có những trường hợp bác sĩ, có một cái bạn mà cũng là chuyên gia tăng chiều cao, nhưng mà hôm nay chắc bạn ấy không vào. Thì bạn ấy là người mà đã có tiền sử tai biến 3 lần. Và bạn ấy bị tê bì mặt và có liệt ngoài ngoại vi. Bác sĩ Hiên cho sử dụng là 5 ống Midu. Có nghĩa là trong vòng chưa đến 24 tiếng, thì bạn ấy đầu tiên là 10 giờ đêm bạn mới có thuốc về. Thì bạn ấy dùng 5 ống Midu cộng với lại 3 ống Arginine. Thì đến ngày hôm sáng hôm sau là bạn ấy đã thấy là mặt bạn ấy nhẹ đi rồi. Còn trước đó là gần như bạn ấy không dám ngủ. Vì ngủ thì có cái cảm giác có tình trạng là rơi mặt xuống đấy. Sau này các bạn anh chị sẽ được nghe cái video của bạn đấy kể một cách rất là chi tiết ạ. Sáng hôm sau thì khi mà bị co rút thì chắc chắn là bị co rút thì đấy là biểu hiện của thiếu canxi rồi. Còn bình thường cả nhà hãy cứ hiểu như thế này, cái quá trình mà canxi máu và canxi xương, có nghĩa là cái lượng, cái gọi là khi mà chúng ta, cơ thể của chúng ta là một khối thống nhất nên luôn luôn có sự điều chỉnh điều hòa nhịp nhàng. Nên khi chúng ta đã xét nghiệm canxi máu mà thấp thì chắc chắn là sẽ có một lượng canxi được bào mòn từ ở trong xương chuyển ra, là điều chắc chắn. Còn khi chúng ta thấy tình trạng chuột rút hoặc là sút lưng hoặc là co quắp cơ hoặc là tình trạng tê bì mặt thì chắc chắn là lúc đó là đi xét nghiệm là canxi của chúng ta đã thiếu nhiều rồi, vì lúc đó là cơ thể của chúng ta không tự bù được nữa. Và cũng giống như trường hợp là có 100% là khối xương, đúng không ạ? Thì 50% khi mà bị đến khoảng tầm mất xương khoảng 47% thì lúc đấy mới có hiện gọi là loãng xương. Vậy thì từ 47 cho tới 100% thì chắc chắn là chúng ta đang bị tiền loãng xương. Và nhà chúng ta cứ hiểu rằng một khung xương ấy giống như là bốn cái vị trí của gọi là bốn trụ trong một ngôi nhà đi. Nếu như chúng ta bị mất 20-50% thì mất 2 trụ, chúng ta có thể sập bất kỳ lúc nào. Vâng ạ, khách 37 tuổi, tất cả đều có trường hợp tê bì, chúng ta cứ dùng 6 ống ạ. Bác sĩ Hiên cứ cho rằng dùng 6 ống cộng với 3 viên Maze B6, đấy là dò liều và đơn giản và rẻ tiền nhất. Sau đó dùng 10 ngày rồi, chúng ta như vừa nãy là em... nhà có nghĩa là nhà mình vừa chia sẻ đấy, có nghĩa là mẹ chỉ cần dùng ngày thứ hai là đã thấy khác rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là chỉ cần ngày thứ nhất, ngày thứ hai là chúng ta đã thấy khác rồi. Tùy điều kiện tài chính, kinh tế thì lúc đấy chúng ta chuyển về uống Midu là dạng viên, có thể là một viên, có thể là hai viên. Và bác sĩ Hiên vẫn khuyến nghị là chúng ta lên dò liều. Bởi vì uống canxi là chúng ta chuyển hóa canxi, chúng ta uống hàng ngày cơ mà, uống từ lúc chưa sinh ra trong bụng mẹ, trong suốt quá trình mang thai, trong quá trình lớn lên, xong lại đến tận lúc mà gọi là tịnh đi. Thì chúng ta có nghĩa đây là nên là giống như xác định là ăn cơm ấy ạ. Nên chúng ta phải xác định rằng nó phù hợp với tài chính gia đình. Nên nhà Midu mới đưa ra một cái dòng sản phẩm là Midu MenaQ7 360. Gần như chúng ta bổ sung đều đặn hàng ngày thì tối thiểu sẽ đảm được hai việc. Việc đầu tiên là giảm loãng xương, việc thứ hai nữa là làm móc canxi từ lòng mạch ra, bỏ ra ngoài bằng cơ chế thực bào. Nhưng nếu như trong giai đoạn các con nó cao, đã cao sẵn rồi thì chúng ta dùng dạng viên. Còn nếu như con mà giai đoạn từ 13 tuổi, đối với con gái, con đã đạt được chiều cao như mong muốn, và 16 tuổi con trai đã đạt được chiều cao như mong muốn, thì chúng ta vẫn bổ sung đều đặn hàng ngày một viên, một ngày, mỗi ngày. Vậy thì trong tất cả các anh chị ở đây, quá trình hủy xương và quá trình bồi xương luôn luôn diễn ra,
Vậy thì có phải là cả nhà sẽ thấy rằng là chúng ta ai cũng cần bổ sung một viên Midomena Q7 360 đều đặn giống như chúng ta ăn cơm ạ. Vâng ạ. Không biết là bây giờ rất nhiều câu hỏi thế này để cho MC Thanh Huyền điều khiển không thì MC Huyền lại cảm ơn câu trả lời hết sức là đầy đủ của bác sĩ. Thực ra là em cũng đang nhìn khung chat và cũng muốn đọc một cái câu hỏi để bác sĩ bổ sung cái câu về dị ứng vừa nãy. Đó là bác sĩ ơi, cetirizine thì uống liên tục kéo dài có được không? Vì bé nhà em bị dị ứng không rõ nguyên nhân và đã đi khám rất là nhiều rồi ạ. Được ạ. Cetirizine em có thể dùng đều đặn liên tục được ạ. Và không ảnh hưởng gì, rất là lành. Và chia sẻ nữa là nếu như trong trường hợp mà nếu như ai đó mà bị cái tình trạng mà kiểu như gọi là bây giờ thì COVID sẽ không còn nhiều nữa, nhưng ngày xưa đấy là thuốc đầu tay để làm sao cho không kích hoạt hệ miễn dịch bẩm sinh của chúng ta lên. Nên tất cả những trường hợp mà con của em khi mà dùng cetirizine, có thể dùng, mình cứ xác định rằng là quá trình giải độc về dị ứng này nhé, mà chúng ta dùng trong 6 tháng đi. Vậy thì bên cạnh đó chúng ta cần làm sạch mạch máu, nên rất cần vai trò của Midu. Bên cạnh đó chúng ta cần làm sạch cái vai trò, cần làm tăng cường chức năng gan lên, thì đấy chính là cần vai trò của arginine. Nếu như trong bệnh dị ứng mà chúng ta biết rồi, thì chúng ta nên hạn chế những cái đồ ăn thức uống. Vậy thì trong đây có một cái loại dị ứng mà luôn luôn diễn ra trong tất cả các độ tuổi chung của các con, đặc biệt các con nhỏ, đó chính là viêm phế quản. Thì với một viên nhỏ xíu đấy thôi, nhưng chúng ta sẽ yêu vô cùng, vừa đơn giản, vừa rẻ tiền, vừa hợp lý. Nên là bí quyết để chia sẻ bệnh nhân cái dịp này thì bác sĩ Hiên xin phép MC Thanh Huyền 1 phút thôi, 5 phút ạ. Đấy chính là chia sẻ là có một em bé trước là ở nhà bác sĩ Hiên, thì bạn đấy là 27 ngày. Bác sĩ Hiên không nghĩ rằng bạn ấy, có nghĩa không biết mà thấy bạn ấy ở nhà thì cứ nghĩ rằng là bạn ấy đang ở nhà của bạn ấy cơ. Nhưng trong 27 ngày đó thì bạn đấy là có một tháng ấy, thì có đúng 3 ngày là bạn ấy ở nhà bác sĩ Hiên thôi. Và 27 ngày là ở bệnh viện Hồng Ngọc hoặc Thu Cúc. Sau đó là bác sĩ Hiên cho uống một viên cetirizine. Bạn ấy là bị viêm tiểu phế quản. Bạn ấy là bị viêm tiểu phế quản là khoảng 21 tháng rồi. Tức là gần như từ xưa tới nay liên tục ở trong bệnh viện. Và đến mức là bảo hiểm ấy còn từ chối là không 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 bán cho bạn ấy nữa. Ý là như thế, thì tức là các bạn phải biết rằng là gần như tháng nào bạn ấy cũng nằm viện. Thì sau khi mà bạn ấy sử dụng một viên cetirizine cộng với hai ống arginine và hai ống mena mỗi ngày, bạn ấy vừa cao thêm được 2 cm và lên được 1,5 cân, còn lại và cái quần của bạn mới thinh ngắn. Còn trong suốt 21 tháng, gần như bạn ấy không hề lên cân và không lên cao ạ. Nên là cả nói với chia sẻ với cả nhà là trường hợp là 30 tuổi chúng ta vẫn dùng được, không phải sao cả, vì dòng đấy là dòng mà giảm dị ứng nhưng mà ở tiếp 2, nên chúng ta cũng không phải lo lắng, tức là không ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Cả nhà cứ yên tâm ạ, đấy là chuẩn chỉ của một cái phác đồ giải miễn dịch dị ứng nói chung. Vì giải miễn dịch đầu tiên là phải là cơ quan gan, thứ hai là không kích hoạt hệ miễn dịch, và thứ ba là phải sạch mạch máu. Đấy chính là ba cái kiềng ba chân đấy ạ. Và nếu như thực sự cả nhà tin tưởng thì vai trò của DHA cộng với lại vitamin K2 có tác dụng làm giảm dị ứng ạ. Và nhà Midu có sản phẩm đấy, chưa lên kệ thì có thể liên hệ với MC Thanh Huyền. Đến ngày mai sẽ là trưởng phòng chăm sóc khách hàng thì sẽ là để cho chúng lên đơn cho chúng ta. Nên là rất là may là hôm nay có một cái câu chuyện mà bác sĩ Hiên có cơ hội để chia sẻ một cái dòng sản phẩm vô cùng là tuyệt vời như vậy ạ. Và với cái dòng đấy thì lại còn là cả những trường hợp suy tĩnh mạch chi nữa. Tất cả những trường hợp suy tĩnh mạch chi
mà hoặc trường hợp cao huyết áp không có vô căn ấy, chúng ta đều có thể sử dụng được ạ. Và nếu như kỹ càng, chúng ta có thể xét nghiệm để đo cái xung tốc vận động của máu ấy. Có nghĩa thì để chúng ta sẽ biết được rằng là cái DHA, D3 đó nó sẽ làm giảm hiệp đồng tác dụng, sẽ làm giảm cái suy tĩnh mạch chi như thế nào. Vì trong một lọ đấy 10ml thôi, nhưng có đến 4.500 microgram K2 ạ. Nếu mà nói về sản phẩm thì tôi xin nói suốt thì là tôi không nói nữa. Cảm ơn MC Thanh Huyền đã rất kiên nhẫn. Cảm ơn bác sĩ Yên. Thực ra là vì sản phẩm quá là tuyệt vời nên là bác sĩ Yên một khi mà đã chia sẻ thì không thể ngừng lại được, đúng không các anh chị? Các anh chị hãy thả bông thả tim cho bác sĩ Yên đi ạ, để chúng ta chuẩn bị đến câu hỏi tiếp theo ạ. Mình hãy thả bông thả tim cho bác sĩ Yên đi ạ. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị rất là tuyệt vời ạ. Dạ. Vâng ạ, và để tranh thủ thời gian để giải đáp được nhiều câu hỏi nhất cho các anh chị thì em sẽ xin phép là chuyển sang câu hỏi tiếp theo luôn anh chị nhé. Câu hỏi tiếp theo là đến từ chị Ninh Thị Lẻ ở tốt nghiệp K27, là thưa bác sĩ, người bị thoát vị đĩa đệm 55 tuổi đã mổ một lần cách đây 5 năm và bây giờ đang bị tái đau, đi khám thì nói là cần bị mổ lại. Vậy thì mình có thể sử dụng Midu như thế nào ạ? Dạ vâng ạ. Việc đầu tiên ấy là cả nhà phải nhớ thế này. Nếu như trong trường hợp mà bị thoát vị đĩa đệm nói chung thì cái việc đeo đai ấy, đeo đai định hình khung xương trong tất cả mọi tư thế là việc nhất thiết phải làm, giống như là chúng ta, đấy là một phương thuốc. Cả nhà nhớ nhé, vì điều đấy là điều vô cùng quan trọng. Nếu như khi mà chúng ta đeo đai nó sẽ làm giảm cái quá trình mà gọi là hoạt động, tôi giống như kiểu cái xương của khung cột sống và khối xương của chúng ta vẫn còn đang yếu ấy, thì chúng ta trợ để và tránh cái trường giống như chúng ta đi ô tô vậy thôi, đeo thắt dây an toàn và xác định đấy là thuốc. Tức là nếu như đã xác định là thuốc thì chúng ta gần như chúng ta không được thay đổi. Cái thứ hai, cái sự bê vác thay đổi tư thế là không nên thay đổi đột ngột. Cái thứ ba, nếu như trong trường hợp sút lưng dùng được ạ, tí nữa xong chị mới sẽ nói tiếp. Tức là tất cả cái đấy là đều quy cho vần cột sống, thoái hóa, phình đĩa đệm, phồng lưng, tất cả những cái đấy đều quy về vần cột sống. Đấy là đeo đai ạ. Đeo đai là cái bắt buộc ạ. Và thay đổi tư thế là chúng ta, tất cả những việc thay đổi tư thế thì chúng ta không được thay đổi tư thế quá nhanh và quá gập. Tức là quá gấp ấy, quá gập và quá sâu ấy. Đấy, tức là đấy là những cái từ mà để chúng ta, ngay cả việc chúng ta ngủ dậy, chúng ta cũng nghiêng người sang bên rồi mới từ từ đi đứng dậy. Đấy là cái nó rất là nhỏ thôi, nhưng nó sẽ làm cho cuộc sống của các anh chị em chúng ta tốt hơn rất nhiều. Vâng, đấy là việc đeo đai. Việc thứ hai là sử dụng Midu. Lúc đó nếu như các anh chị thật sự có tài chính hoặc không có tài chính thì đây là bắt buộc. Sử dụng Midu có thể đến 10 ống hoặc 6 ống. Đấy là bắt buộc đấy ạ. Bởi vì tại sao? Bác sĩ Hiên gặp một bạn mà bạn đấy, tất cả những việc đấy nó liên quan đến cái cấu trúc xương của chúng ta không chắc. Vậy thì chúng ta phải làm cho cấu trúc xương của chúng ta thật là chắc. Thì bác sĩ Hiên đã có một cái bạn mà bạn ấy chuyên đi đo loãng xương không? Thì bạn ấy là mới có tầm tuổi đấy, khoảng tầm 37, 38 tuổi thôi, nhưng mà là con trai nhé. Vì cái việc mà con trai mà mất khối lượng xương thì đấy là việc rất ít khi mà bác sĩ Hiên nghĩ tới. Và bạn ấy không uống rượu này, bạn ấy không hút thuốc này, tức là bạn ấy rất là đơn thuần. Thì sau khi bạn ấy sử dụng, bạn ấy là bị mất là, bạn ấy bị là 40, có nghĩa bạn bị loãng xương rồi, tỷ lệ là -3.7. Sau khi sử dụng Midu chưa được một tháng thì bạn ấy, vì nhà bạn ấy là có máy đo loãng xương nên là bạn ấy đo lại là -3.1. Vậy thì tất cả, có nghĩa là tất cả cái đấy chúng ta có chỉ số mà, nên là những trường hợp mà liên quan đến cột sống không chắc thì bác sĩ Hiên khuyến nghị là chúng ta uống thật nhanh Midu Mena Q7.
180. Mục tiêu để làm gì? Làm cho xương, khối xương được thực sự chắc khỏe. Bởi vì cái toàn bộ cái đốt sống, cột sống chung của chúng ta thì sẽ có nhiệm vụ là đo, cứ nghĩa là có nhiệm vụ là bao bọc tất cả các cơ quan tổ chức chung. Và tương tự như vậy thì khối cơ, khối xương đùi ấy thì lại đều là sao trọng lượng cơ thể lên tất cả những trường hợp đã bị cột sống và xương yếu thì phải giảm cân nếu như trường hợp là béo. Tức là chúng ta có ba ý. Ý đầu tiên là đeo đai. Ý thứ hai là uống Midu với liều cao và tốt nhất. Và có thể lúc đó uống Midu cộng với Magie B6 nữa ạ. Magie B6 có tác dụng là giữ canxi lại xương được nhiều hơn mà. Và cái thứ ba, đấy chính là phải nhanh chóng là, cái thứ ba đấy là chúng ta phải làm sao mà nhanh chóng khẩn trương để giúp cho cái khối xương của chúng ta đạt được cái về để chắc nhất có thể đấy ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Hiên ạ. Và còn một câu hỏi nữa vẫn từ chị Lẩy, đó là nhà chị có một chị là 57 tuổi bị sỏi thận lâu năm, đã điều trị bằng thuốc Tây và thuốc Nam nhưng mà không khống chế được mà sỏi càng ngày càng lớn hơn, thì xin hỏi bác sĩ là cách dùng Midu như thế nào ạ? Vâng ạ. Thứ nhất nhá, là với bạn mà bị sỏi thận ấy, vậy như thế thì việc đầu tiên là dùng Midu lúc đấy có thể đến 6, tùy theo tài chính thôi. Bác sĩ Hiên cũng không bắt là phải dùng là dạng nước hay là dạng viên, vì giai đoạn đó thì có thể chúng ta đều dùng được, tức là đều dùng được, nếu như có điều kiện thì dùng 6 ống Midu, mà không điều kiện thì 2 viên 360. Vì với liều là 720 thì có tác dụng là bào mòn thận, bào mòn cái khôi hóa. Thêm một việc nữa, chúng ta sẽ phải xem là quá trình ăn uống hoặc cái nước ấy có nhiều độ cứng quá hay không. Và nếu được nữa thì chúng ta có thể lọc nước qua, nếu là có điều kiện thì chúng ta mua máy lọc nước, còn không có điều kiện thì các cụ cứ làm theo các cái lớp lọc ấy bằng than đá, bằng tức là ngày xưa chúng ta có cái sự lắng lại ấy, thì để cho hoặc là nếu không nữa thì chúng ta đun nước đun sôi xong rồi đổ vào cái bình lọc thì đảm bảo cho cái gọi là cặn vôi hóa được, cái nguồn nước của chúng ta được tốt hơn cả. Vâng, và vẫn nói rằng là Midu là lúc đấy là chân ái rồi. Midu là chân ái vì hiện tại như bây giờ thì không có một cái sản phẩm nào mà từ dược phẩm, từ thực phẩm chức năng có tác dụng là móc canxi từ lòng mạch ra để giúp cho cái lòng mạch trở nên sạch sẽ hơn. Thì sỏi thận cũng là như vậy. Sỏi thận cũng là một lắng đọng canxi ở biểu mô, ở mô thận thôi ạ. Vâng, ở mô và tổ chức thôi ạ. Vâng, thế nên là em có thể sử dụng là Midu MenaQ7 dạng nước hoặc dạng viên thì tùy ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Và tiếp theo thì em sẽ xin phép là đây sẽ là một câu hỏi cuối cùng. Và câu hỏi này là sẽ hỏi về vitamin K2 bác sĩ nhé. Thưa bác sĩ, thì vitamin K2 cũng được sản xuất từ hệ vi khuẩn đường ruột ở đại tràng. Vậy sao vẫn cần bổ sung vitamin K2 nữa ạ? Vitamin K2, câu hỏi này của em là đúng. Vitamin K2 trong vi khuẩn đường ruột của chúng ta có khoảng 300 loại vi khuẩn đường ruột. Và vitamin K2 chỉ có được một loại chủng vi khuẩn mà có cái tác dụng là sản sinh ra vitamin K2. Và có một cái con đường, đó chính là chuyển hóa vitamin K1 qua con đường rau xanh để chuyển hóa vào trong rau xanh, trong thức ăn để chuyển hóa vào. Nhưng chúng ta lâu lắm rồi, ở thế giới của chúng ta đã thay đổi, chúng ta sử dụng tủ lạnh. Tủ lạnh thì sẽ làm cho cái quá trình mà chuyển hóa canxi, chuyển hóa vitamin K2 từ rau xanh vào trong thức ăn chung, vì nó bị
mất đi các vitamin và khoáng chất nói chung. Nên là thập niên 50 thì người ta thấy rằng không bị gãy xương, nhưng thập niên gần đây thì liên quan rất nhiều đến gãy xương. Vậy thì quay lại vấn đề là vi khuẩn có lợi, nó có rất nhiều chủng loại vi khuẩn có lợi. Cái quan trọng nhất là vi khuẩn đó phải được chuyển hóa thành vitamin K2. Và chúng ta xác định rằng là vitamin K2, nếu như chúng ta muốn ăn và để chuyển hóa thành vitamin K2 thì phải ăn nhiều trứng, ăn nhiều thịt bò và ăn sữa. Thì đấy là điều mà không thể nào có được trong cái quá trình ăn uống của chúng ta. Nên vẫn cả thế giới đều nói rằng là chúng ta thiếu vitamin K2. Nên cái câu chuyện của em là trong hệ vi sinh đường ruột của chúng ta có đến 300 loại vi khuẩn, và mỗi loại vi khuẩn thì có tác dụng sản sinh ra hoặc chuyển hóa ra một loại vitamin và khoáng chất nào đó thôi. Nên là cái câu hỏi của em là không có cái sự sản sinh đã đủ với khuyến nghị là hàm lượng vitamin K2 cần thiết cho cơ thể chúng ta là 180 microgram K2 mỗi ngày đâu ạ, mà cần phải con đường chính là thức ăn cũng không đưa được, mà chính là phải con đường bổ sung Midumena như vậy, 180 ạ, microgram mỗi ngày ạ. Không biết bác sĩ Tinh Huyền có băn khoăn gì không ạ? Dạ không ạ, cảm ơn bác sĩ Yên. Thực ra em thấy câu trả lời của bác sĩ Yên rất là đầy đủ rồi. Và em cũng thấy là trong khung chat cũng đang có rất là nhiều những câu hỏi. Thế thì em xin phép là sẽ thêm một câu hỏi nữa đi. Thực ra là bây giờ ấy thì admin đang tổng hợp mã số của mình, của mã số trúng thưởng rồi, nhưng mà đang chưa xong. Thế nên là em xin phép là sẽ nhờ bác sĩ Yên là giải đáp thêm một vài câu hỏi nữa trong lúc đợi chờ ạ. Tiếp theo là có một cái câu hỏi em thấy chị Bùi Thị Huyền cũng hỏi vitamin K, đó là trẻ sơ sinh được vitamin K thì có khác vitamin K2 không bác? Câu hỏi đó vì bác sĩ Hiên cũng đang định trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này là một câu hỏi cần phải trả lời cho cả nhà. Vitamin K2, vitamin K thì có hai loại, đấy chính là vitamin K1 và vitamin K2. Vitamin K1, 100% các con sinh ra đều phải tiêm để tránh trường hợp xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não bộ. Đây là vitamin K1 có tác dụng liên quan đến chống chảy máu, tức là tham gia vào quá trình đông máu. Còn vitamin K2, cơ chế là rất là khác biệt. Đó chính là vitamin mà tác động vào đến việc cân bằng canxi. Cân bằng canxi được hiểu rằng là đưa canxi vào nơi cần đến và móc canxi từ những nơi không cần có, gọi là cân bằng canxi ạ, hay là tham gia vào quá trình chuyển hóa canxi. Và cái này là khác hẳn nhau ạ, về cấu trúc hóa học cũng khác nhau luôn ạ. Vâng ạ. Và vitamin K2 thì có 15 loại vitamin K2, nhưng có hai cái dạng mà có thể có tác dụng, đấy là MK4 và MK7. Từ MK4 hay MK7, đấy là thể hiện cái gốc carbon, cái gọi là cái số phân tử carbon. Thì vitamin K2, MK7 có đến 200 loại trên thị trường, nhưng chỉ có một loại duy nhất, đó chính là MenaQ7, có nghiên cứu lâm sàng và có giống như vitamin K2 tự nhiên ạ. Và nhà Midu thì sử dụng đó là Midu MenaQ7 cộng với lại cái con số 180 hay là con số 360 hay là con số 45 microgram đều liên quan đến cái nghiên cứu lâm sàng để phù hợp từng với đối tượng, phù hợp từng với lại độ tuổi của cơ thể chúng ta. Bác sĩ Hiên xin phép hỏi đọc luôn một câu hỏi này của em, của chị Tình. Đó là suy dĩnh tĩnh mạch thì sử dụng Midu như thế nào? Suy dĩnh mạch sử dụng Midu là, đấy chính là Midu MenaQ7, dạng nước hay dạng viên là tùy. Và có thêm Midu DHA D3, một tháng một lọ đối với người già, hoặc một tháng hai lọ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Yên ạ. Dạ. Vâng ạ, và em xin phép là
Hiện tại thì cũng đã khá là muộn rồi thì mình sẽ kết thúc những cái phần hỏi đáp ở đây. Và có anh chị còn những cái câu hỏi nào đang thắc có mắc? Có một câu hỏi, em Huyền yêu quý có một câu hỏi này thật sự là cần phải trả lời và thật rất rất là may mắn. Cảm ơn em Phạm Thúy Hồng đã hỏi câu hỏi này. À, dạ. Chị thì rất là may mắn, chị làm bác sĩ chuyên khoa nhi. Và bác sĩ chuyên khoa nhi thì đúng là giai đoạn đầu tất cả mọi người đều khuyến cáo các con ở giai đoạn sơ sinh và một tuổi không lên cho đu võng. Cái sự đu võng đó thì nó sẽ gây ra cái sự rung lắc của lão bộ. Và tức là cái sự êm dịu đấy nhưng không hề tốt cho thần kinh của em bé tại những thời điểm đó. Bởi vì con của chúng ta còn đang chưa định hình, kể cả có nghĩa là không phải là chưa định hình mà con đang chưa ổn định về các hệ thần kinh nói chung. Và kể cả các yếu tố màng não nói riêng nữa. Vậy thì rõ ràng là nên là những cái trẻ nhỏ thường sẽ rất là dễ bị giật mình này, rồi rất dễ bị, có nghĩa là tác động ở ngoài, bên ngoài là rất là nhiều ảnh hưởng tới. Và đặc biệt đó chính là khớp sọ của em bé chưa được chắc chắn giống như người lớn chúng mình. Nên là rõ ràng là khung xương của chúng ta. Tại sao con đến 13 tuổi con không cao nữa và 16 tuổi con không cao nữa, nhưng vẫn phải cần phải bồi xương để vào cho khung xương chắc khỏe. Ví như chúng ta xây một ngôi nhà thôi thì cái nhà của chúng ta mới chỉ xây được phần thô thôi, chúng ta có cần phần hoàn thiện. Đấy chính là giai đoạn mà bồi cho khung xương được chắc. Vậy thì quay lại vấn đề của em, con 8 tuổi, 6 tuổi là bác sĩ Hiên khuyến nghị là nhảy dây, nên sẽ không bao giờ phải lo lắng là vấn đề rung lắc ảnh hưởng đến lão, ảnh hưởng đến não bộ. Không biết là cái câu hỏi này là câu hỏi rất là quan trọng, nhưng chị Hiên nói rằng là có rất nhiều các phương pháp để tăng chiều cao. Thì hôm nay cũng có một cái câu hỏi của cả nhà, đấy chính là bác sĩ nói nhiều về việc tăng chiều cao trong khi chờ mã số của em Huyền mà chưa xong ấy, thì bác sĩ Hiên sẽ xin trả lời. Phương pháp nhảy dây là một phương pháp sẽ xác định giúp cho con của chúng ta tăng 3 cm trong một tháng. Nên là cái việc mà con 3 tháng tăng 8 cm là chuyện bình thường ở nhà Midu. Đúng không em xin Thanh Huyền? Tức là cái việc đó là trong cá thể chúng ta, các con đã làm được điều đấy. Và để tăng 3 cm trong một tháng tương đương tăng bền vững nhé. Tăng bền vững 6 cm trong vòng 6 tháng mà tăng 15 cm là nhà Midu có, các bạn có thật luôn ạ. Vậy thì đấy, cái từ khóa là nhảy dây tối đa, bí quyết để tăng 3 cm cho tất cả các con, kể cả sau này ở các con giai đoạn mà 17 tuổi, 16, 17 tuổi, các con năm có kỳ kinh là 5 năm, có kỳ kinh là trên 5 năm, tức là sau 6 năm, cái việc con rất khó có khả năng cao lên được. Vậy thì bí quyết nhảy dây sẽ giúp cho bạn tăng 0,5 cm trong một tháng hoặc là 2 cm trong một năm. Với bạn mà 16, 17 tuổi mà con gái nữ mà cao được 2 cm trong một năm, chắc chắn là cả nhà phải xác định rằng là trả cho bác sĩ Hiến 2 tỷ. Đúng rồi, chị Thanh Huyền, đây là câu trả lời chốt để cho chuyên gia tăng chiều cao, chiều cứng ta tập trung cái gì, tập trung ở đâu. Và ở những cái kết quả nào để chúng ta có được một cách xác định nhất. Bởi vì nhảy dây là chúng ta đo được, đếm được và các con phải ghi lại được. Và các cơ quan trong cơ thể của chúng ta là sẽ được tối đa nhất trong quá trình nhảy dây. Và nhảy dây sẽ giúp có 5 yếu tố để làm tác động đến chiều cao. Thì hôm qua, hôm kia gì đó là em làm, em Hải đấy, là viết content là đã viết rồi. Nên cả nhà sẽ chỉ cần biết rằng là chúng ta là chuyên gia tăng chiều cao, hãy khuyến nghị nhảy dây tối đa, nhanh nhất, kể cả cái việc chơi bóng rổ, kể cả cái việc là bơi lội, không giúp để cho các con cao một cách tối ưu đâu ạ. Vâng, đấy là chốt cho tất cả các chuyên gia tăng chiều cao nhé. Dạ vâng ạ, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hiên với câu trả lời hết sức là đầy đủ và đã câu giờ cho MC Thanh Huyền để mà MC có thể có thời gian để tổng hợp mã số cho các anh chị. Và hiện tại thì đã tổng hợp mã số cho các anh chị xong rồi. Và tiếp theo đây thì em xin phép là đến cái phần cuối cùng của cái phần của chương trình ngày hôm nay. Tuy là phần cuối cùng nhưng mà chắc hẳn là tất cả anh chị trong Zoom nhà mình đều đang rất là hồi hộp, rất là mong chờ đúng không ạ? Hôm nay Zoom nhà Midu thì đang có
Gần 500 anh chị em đang còn ở lại trong Zoom đến giây phút này. Thì em xin phép là hôm nay em sẽ có 3 phần quà tặng cho các anh chị em nhà mình anh chị nhé. Em sẽ quay số 3 lần. Và em xin nhắc lại là anh chị nào có mặt ở trong Zoom thì mới được nhận quà nha. Còn nếu như mà quay vào anh chị nào mà đã rời Zoom rồi thì em xin phép là quay lại để nhường cái phần quà này cho một anh chị khác. Và em xin phép là share màn hình quay số cho cả nhà mình ạ. Vâng ạ. Ok, em sẽ quay cái mã số đầu tiên anh chị nhé. Vâng ạ, chúc mừng anh chị có mã số 54648 ạ. 54648 ạ. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo ạ. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo có ở trong Zoom ngày hôm nay không ạ? 54648 chị Nguyễn Thị Thanh Thảo ạ. Mình có thì mình giơ tay hoặc là mình hãy nhắn một cái tin là có mặt ở trong khung chat để em biết nha. Chị Thảo có ở trong Zoom không ạ? Phải có ở trong Zoom thì mới được nhận quà nha. Còn nếu như mà không có ở trong Zoom thì em xin phép là nhiều phần quà cho người khác đấy ạ. Em chưa thấy chị Thảo ạ. Chị Thanh Thảo có ở trong Zoom không ạ? Vâng ạ, em xin phép đi nhanh luôn nha. Em không thấy chị Thảo thì em sẽ xin phép là quay lại và nhường cái phần quà này cho một anh chị khác ạ. Chúc mừng anh chị có mã số 54691 ạ. 54691 ạ. Mình còn ở trong Zoom không ạ? Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy ạ. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy có ở trong Zoom không ạ? Vâng, em thấy chị Thúy Nguyễn có em rồi. Vâng ạ, chúc mừng chị Thúy ạ. Chị Thúy là người đầu tiên may mắn nhận được phần quà của Midu trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ. Và tiếp theo sẽ là vũ trụ gọi tên ai ạ? Tiếp theo ạ. Số đẹp quá anh chị ơi, đây là số của ai nhỉ? 53555 ạ. Chị Phạm Thị Hoa Phượng ạ. Mã số đẹp tên cũng hay luôn ạ. Chị Phượng có trong Zoom không? Chị Hoa Phượng có trong Zoom không ạ? Đây là Phương Hồ Chí Minh là chị Phượng đúng không ạ? Em thấy có ạ đây rồi. Vâng ạ, chúc mừng chị Phượng là người may mắn tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay đã nhận được một phần quà từ Midu ạ. Vâng, và chỉ còn một là phần quà may mắn cuối cùng nữa thôi ạ, để xem lần này vũ trụ gọi tên ai ạ. Vâng, chúc mừng mã số 54757 ạ. Anh chị có mã số 54757 còn ở trong Zoom ngày hôm nay không ạ? Chị Trần Thị Kiều ạ. Chị Trần Thị Kiều mã số 54757 ạ. Chị Kiều có ở trong Zoom không ạ? Năm mươi bảy năm bảy tiếc quá chị anh nhỉ. 54757 chị Trần Thị Kiều ạ. Chị Trần Thị Kiều có trong Zoom không? Em đếm ngược nha. 5 4 3 2 1 ạ. Vâng ạ, em xin phép là quay lại mã số khác nha. Vâng ạ, 54818 ạ. Anh chị có mã số 54818 có ở trong Zoom không ạ? Chị Đào Thị Bích Hương ạ. Chị Bích Hương còn ở trong Zoom không ạ? 54818 ạ. Có ạ, chị Đào Hương Đào đúng không ạ? Vâng ạ, chúc mừng chị Hương Đào là người cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay đã nhận được phần quà từ Midu. Và các anh chị khác ơi, trong những chương trình tiếp theo chúng ta đều có những phần quà may mắn như vậy. Và mình hãy chăm chỉ tham gia những cái chương trình của Midu ấy chị nhé. Và chắc chắn là đến một ngày ở đấy vũ trụ sẽ gọi tên mình thôi. Và hôm nay cũng đã khá là muộn rồi và em xin phép là kết thúc cái chương trình ngày hôm nay ở đây ạ. Và một lần nữa thì em xin cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Thanh Thiên
Cảm ơn CEO Nguyễn Xuân Hợp, cảm ơn tất cả các anh chị chuyên gia phát triển chiều cao nhà mình đã dành thời gian tham dự chương trình Cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay. Và đến đây thì em xin phép là chương trình xin phép được tạm dừng. Chúng ta có thể bật mic lên để cùng chào bác sĩ, chào thầy và cùng chào nhau anh chị nhé. Cảm ơn.